Bến Tre đặt câu hỏi. Dạ, cháu xin chào Thiện Tông Sư, Soạn Giả, Bác Nguyên Nhân ạ. Cháu tên Trần Văn Vinh, cư ngụ ấp Trăng Hòa, xã Tân Sương, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Kính thưa bác, cháu nhờ bác giải đáp giúp cháu hai câu hỏi ạ. Câu số 1, đó là người tu theo đạo Phật hãy lấy kinh Kim Cang làm chứng để tu là sao vậy? Một ra nữa, không phải lấy kinh Kim Cang làm chuẩn, mà trong kinh Cang này á là nó nói bằng sự thật, không ai dám tu cái kinh Kim Cang này đâu. Nếu kinh Kim Cang mà phổ biến ở trên trái đất này thì hoàn toàn các chùa bị dẹp hết, không phải làm chuẩn. Vì kinh Kim Cang là nói bằng sự thật, lấy sắc cầu ta, lấy nhìn ông Phật mà cầu ổng, người ấy hành đạo tà. Mà chùa nào bây giờ là không có hành mà không có cầu Phật, thấy không? Vì kinh Kim Cang Đức Phật chiết để cho biết thôi, chứ không chùa nào dám tu đó, không phải lấy làm chuẩn đâu. Còn lấy âm thanh cầu ta, tức như là gõ mõ tụng kinh cầu cái gì, cầu xin Đức Phật cái gì, người ấy hành đạo tà. Hai câu này kinh Kim Cang không ai dám tu. Vì thế mà kinh Kim Cang nó thuộc về 12 bộ kinh đại thừa của Phật giáo, mà nó thuộc về ẩn, không ai dám đem kinh này ra đưa vô trong chùa luôn. Nếu mà kinh này, kinh Kim Cang này mà lưu hành thì cái đạo Phật mất, không ai tu. Vì thế mà Đức Phật dạy 12 bộ kinh này là để cơ bản cho cái đại thừa thôi, chứ không phải cho tu. Vì thế mà Đức Phật khuyên tu là tu tiểu thừa, không nên tu đại thừa. Tu đại thừa là kể như là không ai dám tu. Để chi? Cái Phật giáo mà nó truyền mấy ngàn năm là mục đích để làm gì? Nương theo cái chùa để mà phổ biến cái tinh hoa đạo Phật ra, là cái chùa nó có cái nhiệm vụ này nè. Nương theo chùa để rồi phổ biến tinh hoa đạo Phật. Sau 2561 năm Đức Phật về Phật giới, công bố cái pháp môn thứ sáu này ra. Còn kinh Kim Cang là để cho nó có đầy đủ kinh ở trong cái hệ thống Phật giáo thôi, không ai dám đem cái kinh này ra tu. Rồi cháu hỏi câu thứ hai đi. Dạ cháu xin cảm ơn bác ạ. Dạ cháu hỏi thêm câu thứ hai ạ. Dạ, trong buổi lễ tiền thuyền có câu kệ là nhìn thấy Phật giới chính đây quê mình. Vậy bác cho cháu hỏi nhìn thấy Phật giới là nhìn như thế nào vậy bác? Bây giờ cháu muốn nhìn Phật giới đó. Phật giới là cái gì? Nó phải xuyên qua 5 tỷ km, nó xuyên qua cái điện vật lý. Điện trái đất gọi là điện từ âm dương biến thể, điện cõi trời, dục giới, gọi là biến thể dày đặc. Rồi hữu sắc, đủ thứ màu sắc, vô sắc, không thể là cái âm thanh hoặc cái hình ảnh mà nhìn từ trái đất mà nhìn về Phật giới được, qua bốn cái này không thể nhìn được. Nhưng mà có một điều á, người nào muốn nhìn về Phật giới thì phải có công đức vô lượng, mà phải do một vị Phật bủa cái thanh tịnh thiền để chi? Để nó xé cái, nó làm cái lỗ ống á, cái ống á giống như ống dòm, để cho người ta nhìn xuyên về Phật giới trong vòng mấy giây thôi thì thấy sinh hoạt bên Phật giới, mới hiểu cái này. Không ai nhìn về Phật giới được, mà trong lịch sử Phật giáo duy nhất chỉ có ngài Xá Lợi Phất nhìn được về Phật giới, do vị Phật trợ giúp, bủa siêu đại thần lực thanh tịnh thiền trợ giúp thì mới ngài Xá Lợi Phất mới nhìn xuyên về Phật giới được. Thấy không? Khó.
Có, nhưng mà hiện giờ cái thời mạt pháp chúng ta không ai có khả năng này, trừ khi người nào có công đức vô lượng và được một vị Phật yểm trợ thì sẽ nhìn thấy. Nhưng mà cái thời văn minh đó, khi mà con người ta văn minh mà sắp hủy diệt đó, thì có nhiều người sẽ thấy cái này, thấy không? Vì thấy cái này để mà cầu cứu cái trời Tứ Thiên Vương đó, để mà cứu cái đất này, chứ không phải là cứu bên Phật giới được đâu. Thì về sau này người ta sẽ nhìn thấy được cái cõi trời hoặc cõi cô hồn đó, nhìn thấy. Thì con nên nhớ là chu kỳ nó là, chu kỳ của nó là trái đất này thành trụ huệ diệt, thành trụ huệ. Nó sẽ đến là 10.000 năm, Đức Phật về Phật giới 3.000 năm, mà phải là 3.400 mấy chục năm thì này nó mới diễn ra. Bây giờ với Phật về Phật giới mới có 2.560 mấy năm thôi, nó còn thứ 400 mấy chục năm nữa. Thì cái thiền tông này nó sẽ tồn tùy theo đó. Nếu nó tồn tại được trên 300 năm nữa thì bao nhiêu người họ sẽ nhìn được Phật giới. Còn nếu mà nó không tồn tại quá 100 năm nữa thì hoàn toàn cái này không có. Vì thế mà trong giáo lý Đức Phật có nói nè, cái thiền tông không thể công bố ra cái thế giới vật chất này được. 10 ông Phật công bố ra chỉ có 1-2 người ông công bố là được thôi. Nhưng mà ông Thích Ca này nè, ông làm được 2/3 đường rồi đó. Còn 1/3 đường cũng chưa chắc đi qua nổi. Vì thế giới này thế giới tiền bạc, không cách nào mà một vị Phật cho công bố pháp môn thứ 6 mà nó trọn vẹn được hết được đó. Nó khó khăn như vậy đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Alo. Dạ, cháu hết câu hỏi, xin cảm ơn ba. Alo, alo. Xin mời tiếp theo là chị Bùi Thị Lan, cư ngụ thành phố Đà Nẵng, ra trước bàn tham vấn đặt câu hỏi ạ. Xin mời Bùi Thị Lan, cư ngụ thành phố Đà Nẵng, ra trước bàn tham vấn đọc câu hỏi ạ. Rồi, xin mời tiếp theo là Nguyễn Thị Mỹ, cư ngụ ở tỉnh Tiền Giang, ra trước bàn tham vấn đọc câu hỏi. Thưa bác, con tên là Nguyễn Thị Mỹ, con ở Tiền Giang, con có một số câu hỏi con xin hỏi bác. Thưa bác, trong lần truyền thiền này con thấy trên tấm bảng của Phật gia có ghi chữ là khi đã được truyền bí mật thiền tông rồi phải sống đúng với nhân nghĩa lễ trí tín. Thưa bác, cho con hỏi, mình phải sống đúng nhân nghĩa lý trí tín, học công thức tạo công đức mới trở về Phật giới được, còn nếu mà sống không đúng thì sẽ như thế nào ạ? Không đúng thì như cái lúc mà truyền thiền, con có nghe bản truyền thiền không? 6 cái điều không về Phật giới được: tham, ác, kiến, chấp và hại người, cướp của người. Nghe không? Tất cả những cái gì mà trên trái đất này đã vô truyền thiền tông rồi phải buông. Còn nếu mà buông, cháu không buông, cháu phải làm mấy cái mà trong cái lời dặn dò người ta dẫn đường về Phật giới, thì chắc chắn là ông thần quản lý không giao cho cái ban nghi lễ đâu. Muốn về được, ông thần quản lý phải giao cái ban nghi lễ, rồi ban nghi lễ từ đó ta mới hành lễ, ta chuyển mình đi về. Tuy đã được truyền thiền rồi đó, bởi vì nói là cái số người về rất ít. Là sao? Bây giờ mới vừa truyền thiền chưa cái gì cứ đi làm sư phụ người ta rồi đó. Là mình sao? Mình có mấy cái danh thì làm sao? Làm sao thoát ra cái quy lực cái này? Danh ở trái đất này là ai? Ai xuống mình làm? Thì con học thiền tông rồi, con biết cái danh ở thế giới này là ai là danh, tham, tiền, kiến, chấp và cướp phá. Vi phạm một trong 6 cái điều này thì hoàn toàn thần quản lý không giao. Người ta quản lý mình là quản lý cái tánh hạnh của mình đó. Mình phải sống trong cái nhân nghĩa lễ trí tín. Trái đất này là trái đất nhân nghĩa. Mình sống ở đây ai giúp mình? Ban thánh giúp nhân nghĩa lễ trí tín, ban tiên giúp trong nhàn hạ, đừng phải làm gì hết. Nếu mình không nghe lời hai cái ông này mà mình nghe lời mấy cái ông kia là sao? Trong cái ngũ thuộc tập cư đó,
cái ông thứ năm á, thì mình theo ổng, thì bây giờ theo ổng là mình phải ở trái đất này, không cách về được hết. Vô trái đất này cái quy luật của nó là quy luật nhân quả mà. Con làm cái gì được cái quả đấy. Con muốn ở lại đây thì không về được, mà muốn ham chửi người ta không không ở lại được, chê người ta không ở được. Ham tiền quá, ham danh quá, ham kiến chấp quá, cho ta là giỏi, hoàn toàn không ở, không về được. Bởi vì mình ở đây mình cũng hơn thua mà, hơn thua thì phải ở đây hơn thua. Chứ về Phật giới có ai đâu hơn thua với mình, thấy không? Vì thế mà những người được truyền thiền phải nghe cho kỹ. Còn nếu mình không có thì mình cũng, khi người ta đã truyền, người ta phát lên mạng rồi đó, thì mình học cái này nè. Muốn trở về Phật giới, ngàn, kêu bằng là 10.000 năm có một thở thôi, chứ không phải là 1.000 năm. 10.000 năm mới quy về một lần, thiền tông mới ra đời. Ra đời mà nếu mà người ta chống đối ít á, thì nó còn tồn tại được 400 năm. Còn nếu mà chống đối dữ dội, không quá 100 năm. Là do cái tánh con người thôi. Nó phải hiểu cái này, bởi cái thiền tông nó khó khăn. Ông Trần Nhân Tông là vua đó, mà ông cũng không dám nói chuyện này. Thì con suy nghĩ, cái chùa Tiên Diệu là bà Thảo, bà con không dám nói. Phải giao cho thế hệ sau. Mà thế hệ sau thì cũng len lỏi, nói được một chút rồi cũng đỡ. Chứ mà nó chập chết trước mấy năm trước rồi. Rồi, con hãy tiếp đi. Thưa bác, trong lời dặn dò đường về Phật giới mới, trường hợp có công đức vô lượng nên ban nghi lễ thần thánh tiên có điện hải liên lạc bên Phật giới. Bên Phật giới mới đề cử vị kim thân Phật đây vào trái đất Nam Diêm Phù Đề để dự lễ. Thưa bác, cho con hỏi sao ban nghi lễ thần thánh tiên á, liên lạc được bên Phật giới và liên lạc bằng cách nào? Bây giờ người ta là có thần thông. Giờ con là con người bình thường nè. Giờ hồi xưa là con không liên lạc được trái dòng trái đất cái gì, giờ con liên lạc qua nửa dòng trái đất được không? Được không? Con dùng điện từ biến thể này nè, điện từ âm dương, con liên lạc được nửa dòng trái đất luôn. Một dòng trái đất thì cũng được, mình nhìn nó nửa dòng đi. Trái đất là 40.075 km. Thấy không? Con liên lạc được 20. Con là con người thân tứ đại bằng điện từ âm dương thôi, mà con liên lạc phân nửa dòng trái đất được. Thì còn đối với cái thần thánh tiên, người ta lại sử dụng cái thuật gọi là ta cái nhiệm vụ mà ông trời Thích Thiên Dương giao người ta ở đây, thì phải giao cái phương tiện để liên lạc. Nhưng mà nên nhớ là không phải liên lạc về Phật giới đâu, biết sao không? Khi mà Thích Ca mà cho công bố cái pháp môn này nè, ông Thích Ca và một số kim thân Phật phải vô cái tầng bình lưu ở trái đất này nè, ở thôi trong đâu á, ở chi? Để khi mà có truyền thiền á, thì thần thánh tiên mới liên lạc cái lên cái tầng mình lưu á. Tầng mình lưu là cao nhất là bao nhiêu? Cao nhất là có 50 cái số thôi. Từ 17 cái số đến 50 cái số là tầng mình lưu á. Còn đây con liên lạc qua Mỹ là nhiêu? 20.000 cái số. Mà con liên lạc không, đây là tầng mình lưu không lẽ không được. Có 50 cái số thôi. Ha, mà ngày xưa người ta nói là gọi điện khải là dùng cái danh từ cổ á. Còn mình ở đây thì mình gọi là điện thoại. Thoại là nói, khải kia cũng là nói. Ha, điện nói, ở đây cũng điện nói. Thì khi công bố cái này, chính Đức Phật Thích Ca phải ở tầng Bỉ Lưu và mời một số kim thân Phật đến phụ tá ổng để chi? Rước một người về lên đó rồi thì ổng mới dặn dò rồi nhờ một kim thân Phật khác, ông làm ơn tới chừng nào ấy là ông dẫn cái người này về, cái tánh này về, về để giữ cái lễ bên đó nữa chứ phải, thấy không? Rồi muốn trở lại thì đi vòng, một năm mới vô được một lần, một năm mới về được một lần. Đó, con phải hiểu cái quy luật vật lý và cái trái đất này. Nếu mà con không hiểu về trái đất mà kêu bằng nhập ta bà và xuất ta bà thì hoàn toàn không ai hiểu được cái đạo Phật. Đạo Phật nó có nhập ta bà và xuất ta bà, các đạo khác không có. Đạo khác kêu là nhập gì? Nhập cõi trời thôi, chứ không nhập ta bà được. Có nghĩa là cái tam giới này là nó nằm ở trong cái quy luật vật lý. Các đạo khác nó thành ở đây hoặc là thành ở trên trời thôi, chứ không có về Phật giới được. Nó khác là khác chỗ đó đó.
Vì thế mà cái tổ chức của đạo Phật nó rắc rối lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mà hiểu được cái tổ chức của đạo Phật và cái cách của ông Phật, ông lập ra cái đạo Phật này, thì mới hiểu được cái đạo Phật. Còn không thì thôi, mình chỉ tưởng tượng mình tu thôi. Vì sao? Vì tu không có giáo lý là không hiểu. Giáo lý người ta chỉ, nhưng mà tại giờ không biết sao mà thầy, bây giờ đó là nhiều người tu không có giáo lý. Có nhiều chùa có nha, có nhiều chùa không có. Con phải hiểu tất cả những gì muốn hiểu về đạo Phật thì phải qua cái huyền giáo lý của cái pháp môn đó đó. Vì cái đạo Phật nó có 6 pháp môn tu thì nó có 6 huyền giáo lý. Đặc biệt cái huyền Thiền Tông 3 huyền chứ không phải 1 huyền. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cho con hỏi bầu tánh Phật hoàng Phật giới có nghĩa là sao bác? Bây giờ tánh Phật hoàng, hoàng lên trở lại. Tánh Phật hồi xưa bên Phật giới, nhập ta bà và vào, hoàng là trở về. Giống như con làm người dân ở nhà gì, vô chùa tu được hoàng tục là trở về nhà làm người tục. Quan là trở lại. Tánh Phật vô đây bao nhiêu tỷ năm tạo được công đức mới hoàng Phật giới là trở về. Chứ hoàng là trở về. Đó, gọi là vào, rồi về. Vào, ra là trở về đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Con có mấy câu hỏi nữa, con hỏi giùm chị Tiền nè. Thưa bác, tất cả những người tu theo đạo Phật dễ bị nhầm tưởng rằng tụng kinh là sẽ có công đức và hồi hướng lại cho tất cả chúng sanh. Bởi sao mỗi thời kinh thường có 4 câu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa bác, những câu hồi hướng này có phải là do Phật để lại không thưa bác? Của đạo Phật có, đạo Phật để lại, nhưng mà người ta lầm. Hồi hướng công đức này, nhớ là chỉ công đức. Ai làm được công đức mà hồi hướng? Trên thế gian này chưa ai có làm được cái công đức. Trừ khi cái Thiền Tông ra đời, công đức là con giúp người kế con hiểu cái này, con có công đức. Mà bây giờ cái trước kia cái pháp giải thoát chưa ai giải, thì làm sao mà con tạo được công đức? Công đức đợi khi nào công bố cái giáo lý ra, ôi công bố cái Thiền Tông ra, thì con mới giúp người ta tạo được công đức. Trước khi công bố chưa hoàn toàn, không ai biết công đức là cái gì, mà làm sao hồi hướng công đức? Công đức là cái gì đâu? Mà nếu con có công đức thì đúng hồi hướng. Tất cả người có công đức trở thành Phật hết. Đó là hồi hướng cái này nè. Nhưng mà phải có công đức. Nhưng mà chưa công bố quyền ký ra thì hoàn toàn không ai biết công đức là cái gì. Cho nên nhớ là học một cái điều vua Lương Võ Đế các 72 công chùa hỏi Bồ Đề Đạt Ma có công đức không? Trẫm có công đức, ông không có chút nào. Chưa không? 72 ngôi chùa. Còn cao con bây giờ có vô cáo rồi trúng 50 ngàn, 100 triệu, 2 triệu. Làm sao có công đức? Cúng vô cái chùa mà để chùa làm từ thiện thì con có phước đức thôi. Còn nếu mà cúng làm chuyện khác, không có. Tự con hiểu. Chứ không nói rõ. Cúng chùa để người ta làm từ thiện, con có phước đức. Cúng chùa làm chuyện khác không có phước đức. Còn công đức mới công bố ra mấy năm thôi. Vậy nhưng mà có một điều, công bố ra bị chửi quá thì thành ra bây giờ cũng không dám nói nữa. Nói cũng phải giấu, nói từ từ chứ không cho nói mạnh, nói thiệt con, thấy không? Mà bây giờ cái chùa Tân Diệu này không biết có tồn tại được mấy năm nữa không, nói thiệt con. Nhà nước cho nói ngày nào nói ngày nấy, không nếu ổng biểu đóng cửa thì đóng, nó thiệt. Thấy không? Vì thế khó lắm chứ phải dễ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu người cho cấp phép xuất bản quyển giáo lý thì sẽ có công đức vô lượng phải không bác? Còn người cố tình hay đồng tình cấm không cho xuất bản quyển giáo lý của Đức Phật thì sẽ bị nhân quả như thế nào? Nguyên tắc thế giới này nè, cho xuất bản cái quyển giáo lý này là bao nhiêu người ngộ thiền, là bao nhiêu người có công đức. Chính cái người cho xuất bản có công đức vô lượng đó.
còn bằng là không cho nó ra thì thôi, không nói được. Nên nhớ rằng kinh Đức Phật nói nè, chửi Đức Phật tội không nặng bằng cái mà dẹp cái thiền tông này. Vì thế mà con tu theo thiền tông, con phải dùng trí tuệ con hiểu, không nói. Như thế nào con hiểu? Con không hiểu thì cứ kiếm mấy cái ông thiền gia, mấy cái ông Phật thiền gia hỏi, người ta chỉ cho. Thấy không? Đừng có la lớn lên. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con còn câu cuối ạ. Thưa bác, nếu quyển giáo lý được công bố ra thì thế hệ sau này chỉ đọc quyển giáo lý để học theo pháp môn thiền tông mà không phải đọc 11 quyển sách nữa phải không bác? Cũng không phải, không cần đọc cái giáo lý nữa. Bởi vì trong cái giáo lý nó có cái cơ bản, con muốn học cái gì con đọc cái cho đó, nó ra hết. Không cần đọc hết. Nghe không? Giống như bây giờ con tu thiền tông là con không cần học cái gì hết á. Con chỉ biết cơ bản tạo công đức, học công thức, trở về Phật giới và hành cho đúng. Khỏi cần đọc sách gì trời. Con chỉ cần tạo được công đức, con hiểu con tạo công đức thôi, không làm gì hết trời. Có gia đình lo gia đình, có tổ quốc lo tổ quốc. Tạo công đức rồi, tới ngày mãn phần, ông Phật hỏi chứ giờ sao, muốn ở lại dòng tộc hay là muốn đi về? Thì con muốn về thì con về, còn nếu ở dòng tộc, muốn về dòng tộc thì ở lại tiếp. Con muốn giữ nhà có không? Muốn. Thì mày làm cháu nội, làm cháu nội, cháu ngoại, là mày giữ cái nhà lại liền. Bây giờ làm con của nó mà, rồi nó chết thì nó giao lại cái nhà lại. Mình làm cha mẹ nó, mình giao cho nó. Xuống thần hỏi muốn giữ tiếp không? Nó muốn, rồi mày làm cháu nó, làm con nó, rồi tất nhiên là cháu nó nữa. Cứ quay hoài, thấy không? Thì mới giữ được. Chứ người dưng làm sao giao gia tài được, chỉ có con cháu trong nhà mới giao thôi. Nó hiểu cái chỗ này. Còn nếu mà muốn về Phật giới thì ông giao cho ban nghi lễ chuyển về hoặc dặn dò về nếu mình có công đức vô lượng. Chính những người nào mà cho cái thiền tông này ra đời chắc chắn sẽ được ông Phật rước về. Công đức vô lượng không có dễ đâu. Nó không có đơn giản đâu. Mà cái này thì tại con hỏi chưa nói, chứ cái này con không thèm nói. Thấy không? Cái này là nó ghê gớm lắm, chứ không phải đâu. Không phải là cho cái này, không phải người Việt Nam biết không. Mà nếu dịch ra các tiếng trên thế giới sao? Được bao nhiêu người biết? Thì cái người đó lãnh như thế nào? Lãnh công đức như thế nào? Quý lắm chứ không phải dở. Nhưng mà thôi, cái thế giới này khó lắm. Vì thế giới này người ta không có chịu cái vụ này. Thế giới này người ta tu, ta không ai muốn giải thoát hết, mà ta muốn kiếm tiền. Thì con suy nghĩ đi, làm sao tạo công đức được? Muốn kiếm tiền và kiếm danh. Thế giới này có hai cái loại để kiếm tiền. Kiếm tiền và kiếm danh. Thành ra cái thiền tông không thể tồn tại lâu dài trên trái đất này được. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn con đã hỏi. Tiếp theo, xin mời Trần Rắc Na, cư ngụ thành phố Cà Mau ra trước bàn tham vấn đặt câu hỏi ạ. Dạ, con chào bác Nguyễn Văn. Yes. Con dạ. Có mấy câu hỏi. Con có nghe nhóm Nhân Dân Làm Chủ Quốc Gia hỏi tôn giáo là gì, hành làm sao không sai về pháp lực, về tôn giáo. Xin bác giải đáp giúp con. Con phải hiểu chữ tôn là tôn kính, giáo là lời dạy. Lời dạy của đấng tôn kính. Tôn kính đó là ai? Là ám chỉ cho Ngọc Hoàng Thượng Đế và đấng Chí Tôn hoặc đấng bề trên. Tôn giáo phải là bốn cái người này lập ra mới gọi là tôn giáo. Nghe không? Còn đạo giáo là do một con người bình thường dạy, không phải là cái đấng bề trên. Ngọc Hoàng Thượng Đế, đấng Chí Tôn và đấng bề trên lập ra đạo thì cái đạo đó được xếp vào tôn giáo. Đó. Rồi cho hỏi câu kế đi. Dạ, đạo giáo là sao? Hành làm sao? Hành thế nào là sai pháp luật?
về đạo giáo? Đạo là con đường, giáo là lời dạy, dạy của một con người, con người bình thường thôi nha, thấy không? Giống như ông này ông kia lập ra cái đạo, người ta gọi là đạo giáo. Mà nếu mà cái bây giờ đó, muốn ông nào mà dạy cái đạo giáo mà có cái quyển giáo lý á, thì mình căn cứ vào cái lời dạy ổng á. Mà nếu mà cái đạo giáo nào mà gieo rắc mê tín gì đó, đó là tà đạo á. Còn cái đạo giáo mà nào mà dạy người ta sống nhân nghĩa đó, là cái đạo giáo thánh thiện. Một con người thôi, mình hiểu cơ bản này. Tôn giáo, đạo giáo nó khác chỗ này. Tôn giáo là do bốn cái ông ở cõi trở trời á, ông lập á, thì mới là tôn giáo. Còn đạo giáo là do mấy cái ông ở trái đất này nè dạy, gọi là đạo giáo. Thấy không? Nhưng mà muốn biết ông đó dạy đúng dạy sai là phải coi ăn cái giáo lý của ông nói cái gì. Ông dạy tôi cái gì? Ông dạy tôi, có nhiều người ông ấy là chuyên môn dạy về nhân nghĩa. Rồi có nhiều dạy là sống làm sao mà mình giàu. Ha, mỗi ông nó dạy một cái kiểu. Rồi sống làm sao mà mình có thần thông, sống sao mà là thánh thiện. Cái đạo giáo nó đa dạng lắm. Ha, nếu mà nói là dù đa dạng không, cũng là người ở trái đất này lập ra. Chứ không phải là ông á. Chừng nào mà ông xưng ông là thượng đế thì ông thuộc về tôn giáo. Còn ông xưng là tôi là cái gì ở trái đất này thì gọi là đạo giáo. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ câu số 3. Tín ngưỡng thế nào, hành thế nào là sai? Tín ngưỡng về luật pháp tín ngưỡng. Tín là tin, ngưỡng mộ. Chẳng hạn như con cúng ông bà tổ tiên đó. Thấy không? Nó thuộc về tín ngưỡng chánh tín của cái gia đình. Không phải là gia đình thôi nha, chứ không phải là cái cộng đồng. Vì thế mà con tu mà con cúng này cũng kia trong gia đình, con là con chỉ làm trong gia đình, con không đến gia đình người ta làm được, thấy không? Gọi là tín ngưỡng gia đình. Rồi còn cái loại mà tín ngưỡng mà thờ phượng chung cho cái cộng đồng á, thì con phải có cái quyển tiểu sử của nó. À, nói là cái mũi miễu này linh ông này á, làm sao á, thì phải có tiểu sử ông này linh nè. Mình tới đó gọi là tín ngưỡng đúng, đúng hay là không đúng là tín ngưỡng đúng, mà anh thiêu dệt lên là sai, anh lừa người ta. Ý thiêu dệt lên để gì? Nếu anh thiêu dệt tín ngưỡng mà anh lấy tiền người ta đó là thuộc về tà giáo á. Còn tín ngưỡng mà bao nhiêu người đến ngưỡng mộ, giống như bây giờ nè, như Đức Trần Hưng Đạo nè, người ta chết thì mình tới cái đền ổng, mình ngưỡng mộ thắp nhang mình cảm ơn, học cái gương ổng, đó là tín ngưỡng chánh tín đó. Còn có lợi Trần Hưng Đạo mà nó ông phù hộ cho con trúng số, con là sai, con là mê tín. Ta vị tướng mà không lẽ đi làm cái chuyện làm tầm bậy, có khi nào Trần Hưng Đạo giúp con trúng số không? Thấy không? Ta tướng lãnh sinh thời ổng còn ghét cái vụ mà cầu sinh này. Ông vậy mà ông chết rồi lại sinh ổng. Rồi đó là mê tín là cái chỗ đó đó. Nhưng phải có tiểu sử thờ ai, như thế nào. Tín ngưỡng thì anh phải có cái quyển kêu bằng tiểu sử. Đạo giáo, tôn giáo phải quyển giáo lý thì đi theo con đường mới đúng. Còn nếu mà không có cơ bản này thì từ tín ngưỡng đạo giáo, tôn giáo đều sai hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu số 4. Lễ hội là nơi nào, hành thế nào là sai về luật pháp? Lễ hội thì nên nhớ rằng bất cứ gì, chẳng hạn như cái ngày mà lễ hội của vua Hùng Vương đi, mùng 10 tháng 3, mình đến mình ngưỡng mộ, mình tổ chức mà mỗi người đậu chúc hoa quả gì rồi mình cứu mỏng thì tốt, đúng. Còn bây giờ anh tổ chức ra để kiếm tiền là sao? Anh lừa người ta. Ông Hùng Vương ông đâu có biểu mình lừa người ta cúng tiền, tại mình làm sai. Cái lễ hội đúng thì có đúng cái tiểu sử, và đừng nhớ là đừng vì danh và tiền là đúng, còn vì danh vì tiền là sai, là sai thì sai cả luật pháp, là luật pháp không đồng ý cái này. Ví dụ bây giờ tới ngày vũ tổ Hùng Vương thì ai cũng biết
Thì chỗ nào có đền thờ Hùng Vương thì mình vô mình lại, mình thắp nhang, mình học cái gương ổng. Ông ổng là gì? Ông lập quốc mà, vua Hùng lập quốc mà, thấy không? Thì bây giờ phải làm con cháu là tụi con giờ đứng bảo vệ gia đình và tổ quốc á. Thì ổng đã được tốt, mày á thì làm cho nước Việt trường tồn là tốt, chứ con mà lại cứ cầu xin ổng là chặt lắc, thấy không? Nó vậy là mày sỉ nhục tao á. Tao đâu hiểu mày lại đây mày xin, tao đâu có gì đâu xin. Thấy không? Chánh tín mê tín là cái chỗ này. Làm đúng là chánh tín, làm sai là mê tín. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con nghe bác giải đáp một lần là cúng vườn cho một ông đạo nhân vô tu vô chứng, có nghĩa bác nói là ông đó biết công thức đường về Phật giới. Vậy thì cúng bằng cách nào để cho cháu biết được công đức để mở mắt biết đường về Phật giới ạ? Cái này đó là cái đó là ông Phật nói về vấn đề cúng dường. Nhưng mà bây giờ cái Thiền Tông nó công bố ra thì căn cứ vào trong cái lời giải đáp Phật giáo lý người ta đó, thì con cúng dường ở chỗ đó. Thì cái này tùy theo con hiểu, chứ không ai nói trắng ra cái chuyện này được. Mà biết ông nào là đạo nhân vô tu vô chứng mà cúng, thấy không? Ví dụ bác ở đây chỉ là con người nhờ bà Thảo nhờ bác nói lợi thì bác nói là bác như tay sai thôi, chứ không phải là đạo nhân, thấy không? Phải hiểu, con phải hiểu cái chỗ này. Giờ thì trong kinh nói vậy thì con tìm cái ông đó, thấy không? Đó thì giờ mình làm sao biết nói ơi. Bây giờ ông Phật ông nói giờ tìm ông đó, giờ con đi tìm đi. Con đi từ Cà Mau ra tới Hà Nội, con kiếm cái ông đạo nhân vô tư vô chứng đi. Thì có người nào thấy người ta chỉ, con lại cúng ông đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi bác gì, lúc đó con cách đây khoảng 8 năm gì, con có quy ở ngoài ông thầy ở ngoài Vũng Tàu. Thì có một sư huynh tu chung với con thì anh nói là tới đời mạt thượng pháp này có một vị sư, có nghĩa là đầu để tóc giảng cho những vị sư cạo đầu ngồi với nghe để theo lời Phật dạy. Thì ý của sư huynh này như thế nào mà biết trước khi mà đã công bố quyền ký của Đức Phật ra? Ông đó là thánh sống rồi. Ra gặp ổng rồi, ra Vũng Tàu gặp ổng rồi. Ông đó thánh sống đó. Nghe không? Chứ ổng mới dám, ổng mới nói vậy. Chứ giờ làm sao biết? Mình đây phàm phu tục tử không? Làm sao biết? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy cho con hỏi câu cuối, có nghĩa là ngày công bố quyền ký là ngày 14 tháng 5 năm 2017. Vậy thì từ ngày công bố ra, vậy có được gọi là thượng pháp hay không ạ? Sơ kỳ á. Chứ bằng thượng pháp, trung pháp, mạt pháp, hạ mạt pháp. Tới thời này gọi là thời mạt pháp. Mà mạt pháp nó chia làm 5 thời kỳ. Mạt pháp, mạt thượng, mạt trung, mạt hạ và mạt mạt. Thì cái ngày công bố ra là cái ngày mạt thượng pháp. Thấy không? Rồi sau đó mạt mạt pháp. Nó sẽ đi vào cái chu kỳ diệt. Có nghĩa là công bố cái này ra để rồi làm chi? Ông Phật có hai cái ý. Một là ông nói rõ về trái đất này, quy luật của trái đất này. Hai, nếu mà nghe lời ổng á thì cái đất nó sẽ dừng lại. Còn bằng không tiến tới nó đập lộn chết hết. Đó thì nó có cái bởi vì cái đời mạt pháp nó có ba thời kỳ mạt nè. Mạt pháp, mạt thượng, mạt trung, mạt hạ và mạt mạt. Mà cái câu sau cùng á, chừng nào hạ màng là mất luôn á. À, thì con phải hiểu cơ bản này. Nhưng mà ông Phật cũng chỉ nói cơ bản thôi, chứ không phải là ông không có giải thích đâu. Nhưng mà ông giải thích trong cái bài 24 của ông á. Ông giải thích cái cách sống ở trái đất này nè. Nói bài 24 thì khi nào mà quyển giáo lý ra thì bài 24 được công bố ra. Còn bây giờ bài 24 thì thấy nhân dân không biết lấy ở đâu. Đọc cái đầu rồi. Đọc được cái đầu. Đọc phân nửa rồi. Thấy không? Cái cách tổ chức trái đất. Còn cái là mà thực hiện thì nó nằm ở phần sau, nhưng mà chưa ai biết cái này. Rồi cho hỏi tiếp đi.
Xin hỏi câu ngay trang chỗ chùa Thiền Tông của mình có cái chỗ là gọi là ngôi mộ Pháp Tứ Đại và Pháp Thân. Vậy thì mấy chữ này ý nghĩa gì thưa bác ạ? Tứ Đại là đất nước, gió lửa, Pháp Thân là cái tánh Phật của mình đó. Tánh Phật mà trong nó cái vỏ bọc tánh Phật gọi là Pháp Thân, còn cái kim thân Phật nó nằm bên trong cái Pháp Thân, gọi là kim thân Phật, là có năm cái. Là cái Pháp Thân này nói là cái tánh Phật của mình đó. Tánh Phật mình nó có hai cái, cũng như nói con, cái sự thật nói con có hai lớp, là lớp gì? Lớp quần áo và lớp con, là hai lớp. Chứ nếu mà con mà không có lớp thứ hai không được. Con thấy không? Nếu mà con không có lớp thứ hai con không dám ra đường luôn. Rồi hả, tiếp đi. Dạ con đã hết câu hỏi, con cảm ơn bác ạ. Rồi cảm ơn con hỏi. Alo, alo. Tiếp theo xin mời Võ Thị Bích, cư ngụ ở Quảng Ngãi, ra trước bàn tham vấn đặt câu hỏi ạ. Xin nhắc lại, xin mời Võ Thị Bích, cư ngụ ở Quảng Ngãi, ra trước bàn tham vấn đặt câu hỏi ạ. Xin mời, tiếp theo là xin mời Bùi Thị Lan, cư ngụ ở Đà Nẵng, ra trước bàn tham vấn đặt câu hỏi ạ. Dạ, kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Thiên Diệu và kính thưa các tất cả các quý vị chiều nay. Tôi tên Bùi Thị Lan, cư ngụ số 373B đường Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Kính thưa bác, con xin hỏi bác ba câu. Rồi, con hỏi đi. Dạ, câu thứ nhất, bác cho con hỏi, vùng trời hữu sắc có giống như hành trái đất của chúng ta đang sống, tức là có loài thực vật, có ngũ thú tạp cư không bác? Bây giờ đó, trái đất này nó chia là trái đất này gọi là trái đất tứ đại, là đất nước cho lửa và điện từ biến thể, âm dương biến thể. Cái vùng hai á, gọi là cõi trời dục giới. Là sao? Điện từ năm màu sắc, từ con người tiên nè, rồi cây cỏ hoa lá, rồi muôn thú, nó cũng cấu tạo bằng điện từ năm màu sắc, cường lực rất mạnh. Vì thế mà ta nói là cõi trời dục giới, nó không cấu tạo bằng tứ đại. Đó, gọi là trái đất này nó có cõi trời, nó có ba, còn cõi trái đất có một, thành ra một, nó cấu tạo một tam giới, thấy không? Dục giới cấu tạo bằng điện từ âm dương năm màu sắc rất đậm và cường lực rất mạnh. Bởi vì tại sao của mình ở đây, mình một con người lấy một con người đập con người, chỉ chết có một người thôi, mà cõi trời kia nó lấy điện từ cái búa đó, bằng điện nó đập một cái là chết nguyên cả cả nước luôn á, nó mạnh vậy đó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Câu hỏi thứ hai, vùng trời vô sắc, tức là cháu không hiểu, nó không có màu sắc và nó có ánh sáng như chúng ta đang sống ở gần hệ mặt trời. Giờ cái vùng nào nó cũng tổ chức là ở trên đó ta gọi là người tiên, người trời. Mình ở đây là con người tứ đại, bên kia là con người trời cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, gọi là vô sắc. Nó cũng cấu tạo, trên đó nó cũng đầy đủ hết, giống như mình ở đây nước của nó, ở đây mình là nước theo nước tứ đại, còn bên kia nước của nó bằng điện. Nó cũng đất nước cho lửa thành ra nó mới hình thành, nhưng mà nó cấu tạo bằng điện, chứ không phải bằng điện từ âm dương không màu sắc. Đó, tam giới thì nó có nhiều cái vùng nó vậy. Thành ra cái, mà những cái vùng đó, đó, cái vùng trời là tức như người, để cho cái người ở thế gian tu hưởng phước, lên nó hưởng phước. Thấy không? Lên hưởng phước, cái trò trời, ba cõi trời tam giới, duy nhất chỉ có cái cõi trời dục giới có việc làm thôi. Còn hai cái hữu sắc và cái vô sắc hưởng,
hưởng phước không làm. Trên đó là hưởng phước không làm. Giống như con trái đất này, con đi du lịch á, đi du lịch lao động thì con phải làm, còn đi du lịch đi chơi con không làm. Nói vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác. Và câu hỏi thứ ba, tức là khi tất nhiên là trước khi con chết, con sẽ di chúc lại cho các con của con, tức là hỏa táng con, và sau đó con sẽ dặn các con của con đem vào chùa tăng diệu. Nhưng hài cốt của con sẽ để ở đây được bao nhiêu năm? Dạ, cho con hỏi. Dính diễn, không có thời hạn. Chừng nào chùa dẹp dẹp luôn. Chết đây hoàn toàn đó. Vậy đây là ta phát triển mạnh lắm. Thấy không? Nếu ở đây được là vĩnh viễn, lấy cái số thôi. Tới cháu chắc gì đó, nó cũng nó biết, nó nhớ tổ tiên mình ở đây. Thấy không? Đây vĩnh viễn và không tốn tiền. Thấy không? Mà được bảo quản một cách đẹp, sạch đẹp chứ không phải là ấy. Thì coi có dịp bây giờ này chưa đi phải không? Vô tham quan trước đi. chọn chỗ đi. Anh em ở đây. Anh dạ em. Con chọn rồi. Tức là con chỉ ước ao một điều duy nhất là con được tạo công đức và trở về Phật giới. Đó là vấn đề chính của con. Và con rất xin cảm ơn bác. Là vì con tưởng là sẽ để ở đây trong một vài năm, sau đó các con sẽ đem về thả con xuống dòng sông Xanh ở Thuận Phước. Đây không có chuyện đó đâu. Dạ dạ dạ. Thí dụ chỗ này hết. Bây giờ nói thầy con á, cái này đó là trên 4.000 cái hài cốt. Nghe không? Nếu không ấy thì còn cái chỗ ta xây tiếp. Không lo đâu, đừng có lo cái chuyện đó. Xin rất xin cảm ơn bác. Rồi cảm dạ, ơn dạ, con. Xin tiếp câu hỏi là của Lâm Thị Xuân Hiền ở Sóc Trăng. Con có thắc mắc, xin thầy giải đáp giúp con xin cảm ơn. Câu thứ nhất, khi chung ấm thân bay ra đến tầng khí nhiệt nóng quá hoặc tầng khí âm lạnh quá, có làm ảnh hưởng gì không? Bây giờ con hỏi này là con chưa nắm vững về cái tầng bình lưu. Trái đất này nó có 6 cái lực hút. Lực hút nhẹ, lực hút nặng lên là 5 cái số thôi. Lực hút nhẹ từ cái số 6 lên cái số 17. Từ cái số 17 lên 50 là cái tầng bình lưu, là cái nơi Đức Phật và chư Phật ở rước về đó. Sao? Cái tầng bình lưu chính là cái tầng ozone đó. Nó cản cái sức nóng của mặt trời, sức lạnh về số mặt trời. Kêu bằng cái từng nhiệt và từng lạnh là để làm gì? Nó để điều hòa cái trái đất này nè. Không cho nóng quá mà không cho lạnh quá là cái tầng này. Mình bay đâu trên đó. Tới tầng bị lưu dần rồi đi, rồi mới chuyển qua cái trung tâm nhận hành lý về. Thấy không? qua cái từng lạnh rồi qua cái từng nhiệt là đó. Nhưng mà bởi vì người ta muốn khoa học nó muốn qua cái tầng lạnh và cái tầng nhiệt thì nó phải chế cái phi thuyền, nó có cái vỏ UFO để nó cản cái này nè, nó cản cái nóng lạnh. Mình đâu có lên tới đó thì lên tới 50 cây số rồi, ông Thích Ca ngồi đó rồi, làm ở đó rồi, dước mình về. Qua ông Thích Ca thì phải qua cái tầng lạnh, rồi tầng lạnh qua được thì vẫn qua cái tầng nhiệt, rồi ra cái ngoại quyển mới đi ra ngoài cái trái đất được. Thấy không? Mình mới tới tầng lưu đi về rồi, không có lên được kia là chi. Vào ống trung tâm vận hành lượng nó mới đẩy mình đi qua cái này nè. Nó vượt ống đó nó không có hút. Thành ra mới nó không bị qua cái tầng nhiệt và tầng nóng. Mình phải hiểu cái này, đừng có lo, không có lên tới đó. Mà nên nhớ một điều á, trung ấm thân nó chỉ sợ nhất là cái lửa tam muội thôi, chứ còn mà lửa mà từng nhiệt từng lạnh ở trong trái đất thì không bao thua vậy. Đó là mang trung ấm thân bằng điện từ. Mình ra đây tứ đại mới sợ cái kia, sợ nóng lạnh chứ. Điện từ làm sao sợ nóng lạnh, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 2. Tại sao khi trung ấm thân ba ra ngoài trái đất, được rồi gặp thần thực thi nhân quả, sau cùng mở kho chứa nghiệp, xem có bị siêu nhân quả không? Nếu có thì không cho trở về Phật giới. Này câu hỏi con đặt sai.
Khi con mất rồi á, thì ông thần, con mới mang trần ống thần thì con sẽ nhìn thấy ông thần. Con sẽ nói chuyện với ông thần. Bây giờ đó có công đức muốn về không? Hay là muốn bây giờ muốn trở lại ở dòng tộc để làm giàu, kỳ tới mày tới 10.000 tỷ á, lại không? Mày hưởng. Nghe nó 10.000 tỷ à, thôi tôi ở lại, tôi không về. Thì ở lại đi tiếp. À, còn muốn về thì về. Bởi vì thấy mà cái tiền nhiều quá, thấy vàng nhiều quá. Ông nói là đời sau này mày sẽ có là 1.000 lượng vàng á. Mày ở lại hay mày về? Nó thôi tôi bỏ, rồi về thì ông cho về. Khi mình chết rồi thì ông thần quản lý mới nói chuyện với mình. Xong rồi mình mới đưa cái... ông mình muốn về thì ông mới đưa cho cái ban nghi lễ đưa mình về. Về rồi mới đi ra cái tầng bình lưu Thích Ca mới dặn cho mình về. Chứ đâu có câu hỏi này nó sai, nó không có hiểu. Có nghĩa là mình chết nó còn ở trên mặt đất này. Nghe không? Chết trên mặt đất, mình là người Việt Nam, chết trên mặt đất này nó hỏi vậy chứ bây giờ muốn về không? Nó tôi ở lại thì mày làm người Việt Nam tiếp á. Mày sẽ đi tới Phú Mỹ Hưng, mày đã có 50 cái nhà vậy đó. Tôi cho mày đó. Còn nếu mà nói mà muốn không lấy rồi thì ổng mới dẫn đi ra qua núi Hy Ma Lạp Sơn á, nơi cái trung tâm tiếp nhận tánh Phật và nơi làm lễ tiễn trở về Phật giới bên núi Hy Ma Lạp Sơn á. Trên trái đất này bất cứ ở đâu phải vào đó, vào cái trung tâm trái đất là núi Hy Ma Lạp Sơn đó. Nghe không? Chứ không phải thi hành ở Việt Nam đâu. Chỉ trừ trường hợp mày ở đây thì mình mới ở lại cái nước Việt Nam. Thấy không? Còn mà nó tuôn về thì dẫn qua Hy Mã Lạp Sơn. Trên chỗ đó nó có cái ban gọi là tiếp nhận và cái ban tiễn. Ở mình đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi cuối. Con có xem trên mạng thấy chùa Hoằng Pháp đề tựa là khóa tu gieo duyên ngày 20 tháng 6 2022. Thầy Thích Chân Tín nói tu xuất gia một ngày ở chùa công đức bằng một năm ở nhà tu, và cũng bắt mấy em học sinh cạo đầu. Có em vừa cạo vừa khóc. Dạ, như vậy thầy Thích Chân Tín có làm đúng lời Phật dạy hay không? Nên đúng là người tu mình không xen vô chuyện đó, thì mình không xen vào. Còn bây giờ chuyện rồi đúng là sai đó thì kiếm nhân dân hỏi. Tôi thấy nhân dân nó bình luận cái này nhiều lắm, chứ chùa Thiền Tông Tân Diệu không xen vô cái chuyện này. Của mấy ông thầy đúng thì sai, không xen vô, nghe không? Còn muốn cái đặt câu hỏi này thì kiếm nhân dân hỏi. Cái người hỏi này mình cũng là nhân dân đó, thì mình được quyền tìm hiểu. Còn ở chùa Thiền Tông Tân Diệu dịch trả lời cái gì? Trả lời về Thiền Tông thôi, không có trả lời bên ngoài. Thì cũng xin lỗi không trả lời được cái này, thấy không? Còn nếu mà muốn ấy thì hỏi mấy cái ông tiến sĩ Phật học á, ông rành lắm. Tiến sĩ Phật học họ sẽ trả lời được cái này. Còn ở đây cứ hỏi về Thiền Tông thì tôi nói hết cho nghe. Nói trên trời dưới đất gì tôi cũng nói được. Nhưng mà cái chuyện mà đụng chạm tôi không nói, thấy không? Đụng chạm thì nhà nước cho nhân dân làm chủ đó, kiếm nhân dân hỏi, nhờ mấy người này trả lời cho. Rồi, hỏi tiếp đi. Là một câu hỏi khác, thưa bác. Chúng con là đoàn Phật gia đến từ Can Lộc, Hà Tĩnh. Cho con hỏi bác những mong bác giúp chúng con. Câu thứ nhất, thưa bác, một Phật gia khi thiêu xong gửi vào chùa rồi nhưng công đức ít, không về Phật giới được. Lúc đó người nhà cũng không quan tâm, thì chung ấm thân ở đâu thưa bác? Chung ấm thân theo cái nguyện vọng mình chứ đâu. Bây giờ cái đây là cái tro thôi ha, để đây. Nếu mình về Phật giới thì cỡ là để cho kỷ niệm thôi. Còn mình không về mình đi theo đâu, đây cũng là kỷ niệm thôi. Là vì một người tu Thiền Tông thì người ta ưu tiên cho để đây thôi, thấy không? Từ Phật gia trở lên chứ người ta không lấy tiền.
Còn cái chuyện đi đâu hay không là do cái ông thần. Ông thần giờ về Phật giới thì cốt cũng để đây, mà đi theo mấy ông thánh thì cốt cũng ở đây, xuống lòng đất ở thì cốt cũng ở đây, đâu có sao. Hoặc là về dòng tộc cốt cũng ở đây. Cái đó là một cái cuộc đời nó đã qua rồi, đây là người ta lưu lại cái cuộc đời thôi. Chứ còn sự thật cái này là vì cái thế giới này là cái thế nhân quả mà. Để ở đây để làm gì? Để con cháu trả lời nó thâm, để nó hiểu cái thiền tông này nó theo. Có vậy thôi. Còn mình còn đi đâu là do cái ông thần quản lý mình, quản lý cho mình đi, mình phải hiểu cái này. Chứ làm sao biết được. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, từ trước đến nay con ăn chay, mà nay về thiền tông con không ăn chay, có ảnh hưởng gì không thưa bác? Không ăn thua gì hết. Ăn chay mạng không thành vấn đề. Ông Trần Nhân Tông đâu có ăn chay đâu. Ông ăn chay sao đến giặc nổi. Thấy không? Cái về mà Phật giới không có tính ăn chay ăn mặn, mà tính công đức và cái quyết chí có về không? Có vậy thôi. Biết đường về không? Có ba cơ bản này nè. Có công đức về không? Quyết chí về không? Thấy không? Chứ còn ăn chay ăn mặn là cái chuyện thế gian này thôi. Chứ anh ăn chay cái thay anh chết thì cũng thiêu ra tro, ăn mặn cũng thiêu ra tro, chứ không phải ra đã vàng đâu sợ. Cái đó không quan trọng. Thấy không? Các vị tiểu thừa hoàn toàn không ăn chay ăn mặn. Tiểu thừa mà tại đi khất thực có gì tăng nấy. Đó thì làm sao biết được. Người tu không phải là, bởi vì người tu đừng phải học cái thông này, đừng có kiến chấp tu cạo đầu hay là tu ăn chay, đừng có kiến chấp cái này. Thiền tông nó phá chấp mà. Thiền tông nó chỉ bằng sự thật mà bằng khoa học vật lý. Mình phải hiểu cái này chứ đừng có, nếu mình không hiểu cái này á thì mình tu thiền tông nó không đúng. Vì nếu mà trường hợp mà mình được truyền thiền rồi thì nhớ 6 phần nó có cái chuyện này nữa. Mình không có, mà không có một kiến thức khoa học là không về được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, về thiền tông nhưng không tạo được công đức, không về Phật giới được, lúc đó chung ấm thân có trở lại dòng tộc không thưa bác? Nếu mình đừng tạo nghiệp thì ở dòng tộc chứ đi đâu. Tạo, nếu mà tu một và sử dụng bây giờ con tu, con nói à tôi tu để tôi thành thánh. Con thành thánh không được, con lừa người ta thì con xuống địa ngục. Đó. À, còn nếu mà con lừa người ta, con không xuống địa ngục thì con làm quả báo trả nợ, có vậy thôi. Bởi vậy thì mình tu được cái gì? Tu thành Phật mà không thành được là thành cái gì? Xuống hầm lửa lớn. Còn tu thành thánh mà không thành thánh được thì xuống địa ngục quá. Mà hiểu cơ bản này nè, tôi muốn tu thành trời mà lên trời không được tôi xuống địa ngục. Nó vậy thôi, đơn giản không gì hết. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Phật gia không thuộc lời dặn dò đường về Phật giới mà không làm nhất tự thiền được thì chung ấm thân trở về đâu thưa bác? Về gia đình chứ đâu. Bởi vì trong gia đình hoàn toàn không có cái trừ trường. Ở gia đình trừ trường hợp anh giết người ta, anh xuống địa ngục thôi. Anh làm cái gì cũng không có thua đó. Bây giờ làm cha đánh con, thấy không? Chết làm con, thằng con nó đánh thằng cha lại, có vậy thôi. Nhân quả mà, nhân quả gia đình mà, thấy không? Còn nếu mà anh làm, anh sẽ nói các bạn làm, giờ tôi muốn lên trời, rồi lên không? Lên mà lên không được thì sao? Ở lại nhưng mà đừng có gây cái xuống địa ngục hoặc là cái qua báo. Nên cái nhân quả đây nó có hai con đường. Anh một là anh tu để thành cái đó, còn anh lừa người ta thì anh xuống địa ngục, cơ bản nó nằm ở chỗ đó. Còn là tôi muốn xuống địa ngục rồi tôi làm tôi trả nợ, làm qua báo trả nợ cho người ta. Đạo Phật khi mà giải thích ra không có gì mà gọi là khó khăn hết, rất đơn giản. Không có mơ hồ, không có nói chuyện trên trời vậy đó, không có nói căn bản nó vậy đó. Tu thành thánh không thành thánh thì xuống. Tu không thành thánh mà anh đừng có lừa người ta thì ở trong dòng tộc tu tiếp, mai mốt chết rồi trở lại tu thành thánh tiếp, mà không lừa chỉ ở dòng tộc hoài, dưới điều kiện đừng có lừa người ta. Tu mà lừa người ta thì có hai con đường đi, qua báo và địa ngục, đơn giản vậy đó. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, những vị đi khất thực về đưa tiền khất thực cho thầy, vậy người khất thực bị nhân quả hay thầy dùng tiền bị nhân quả thưa bác? Cả hai luôn.
tu mà không sáng suốt. Ông thầy bây giờ nè, bây giờ mình đặt câu hỏi, tôi hỏi chứ tu để được cái gì? Tu đạo Phật hay là tu bất cứ đạo nào để được cái gì? Tu đạo Phật thành Phật mà không thành Phật đi lấy tiền ta làm gì? Có khi nào thấy ông Phật mà tu lấy tiền ta không? Chừng nào ông Phật ở đó ông Phật ông dạy tu lấy tiền á thì phải. Bây giờ ông Phật đâu có dạy lấy tiền đâu. Bây giờ mình đi lấy tiền rồi đưa cho ông thầy, rồi cả hai thầy trò làm sao đi xuống hầm lửa lớn hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, nếu nhiều năm bố thí mà bây giờ học pháp môn thiền tông dừng lại tất cả, có ảnh hưởng gì đến đường về Phật giới không thưa bác? Không ăn thua gì, không phải nắm mấy căn bản. Đức Phật đó là một tay giết người mà nó buông đau, nó biết tạo công đức nó về Phật giới được. Thấy không? Cái tay giết người là con xe ghê gốm lắm, chứ đừng có nói ăn cắp, ăn trộm, ăn giật, không có cái gì đó. Bất cứ con làm cái gì, nhưng mà giờ chốt con quay đầu một cái, tạo công đức là về. Ông thần nói, bây giờ mày có công đức mày về đó. Còn cái, nếu mày không có công đức là tao thực thi nhân quả về cái ác đức của mày á. Nó thôi giờ tôi công đức cho tôi về rồi. Thì ông giao bên kia về. Cái ác đức và cái phước đức nó vô trung tâm vận hành, nó sẽ quăng trả lại trái đất hết, quăng lại sức hút vật lý của trái đất hết đó. Mình phải hiểu cái cơ bản này, trái đất này chỗ nào mà nó không quay thì nó mới trả về cái chỗ quay. Mình là trung ấm thân, mình là điện từ âm dương vô trung tâm vận hành luân hồi, thì cái trung ấm thân mình nó mất, là điện từ âm dương trở về trái đất. Ác đức phước đức nó cũng trở về trái đất, trừ trường cái công đức và cái tánh Phật phải đi về Phật giới. Phải hiểu cơ bản này nè. Đó. Chứ không phải là mình ở đây mình làm gì làm. Vì thế mà ông Phật có ví dụ một cái câu rất hay. Tay đồ tể buông lao, biết tạo công đức thành Phật. Nhớ là buông lao mà biết tạo công đức, chứ buông lao mà không biết tạo công đức là ông cũng chết. Anh cũng xuống địa ngục luôn á. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, một câu hỏi khác của Bùi Thị Tỷ, Căn Lộc, Hà Tĩnh. Khi đang ngủ, 3-4 giờ con thức dậy, tự con nhớ đường về Phật giới do tàn thức phát ra hay ngủ thú tập cư? Thế này là tùy theo. Thí dụ con á, thì đi nghe, nếu mà con thuộc cái lào cái này thì nó do cái tàn thức con phát ra. Mà con mà con thấy nó phát ra mà dường như nó có cái hiển linh trong đó là do mấy ông thánh, ông thấy dụ. Nhớ là phát ra một cách bình thường là được, đúng. Mà phát tính thích là xong rồi là dường như nó thấy có cái hiển linh gì đó, chính là mấy ông thánh dụ mình. Ông đội lớp á, giúp mình. Vì thế mà tất cả một cái câu chuyện nhưng phải học rõ ràng rồi mình mới trả lời được. Chứ bởi vì người ta có nhiều người chị thầy á, cái ngồi thiền người ta thấy này thấy kia. Nhưng mà phải hiểu người ta thấy như thế nào. Thấy mà các loại thánh giúp mình nó khác. Còn tự của mình, tự cái tánh Phật mình nó phát ra nó khác. Đó, phải hiểu cái cơ bản này. Còn nếu mà không, mình không hiểu cơ bản này thì nó sai. Đa số bây giờ mà nói thiệt hay đa số là chính một ở đây mà tất cả những cái gì mà thấy này thế kia nó là 99% của mấy ông thánh. Chỉ có 1% là của mình thôi, nhưng mà phải hiểu cái này. Đó. Vì thế mà ông Phật ổng bảo là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, học trong này có linh gì trời trơn á. Ổng ngừa cho mình, trong này có linh để làm gì? Mình sống cách bình thường không cần linh. Tôi về Phật giới có câu thì còn cái chuyện linh là cái chuyện thế gian này thôi, để cho vui thôi. Vô cái linh là bắt đầu mình là khiếp nhược liền. Tất cả những người để ý nè, mấy người mà tu mà thích hiển linh là khiếp nhược liền. Tôi thấy có nhiều, tôi không nói nha, cái chùa này có nhiều vị mà cao tăng vô đây tự nhiên quỳ lại ông Phật là thấy thua rồi, không đúng. Cao tăng không có lại ai. Đó mình thấy vậy, cỡ bực vậy mà vô quỳ ông gọi lại ông Phật. Chính ông Thích Ca ông còn nói mà chùa này chùa thiền tông, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma mà lại gì. Tao ngồi đây chứ chừng nào có hành lễ tao mới tới, không ấy thôi tụi nó tới đó. Nhà tao để trống, thấy không? Chừng nào mà có chuyện gì tao về hành lễ thì tao mới về. Tao rước về có ai có không, tao rước về tao điểm mặt tao rước về, không có sao tao vô đây làm gì. Thế giới này là của mấy ông thánh,
mình phải chú ý cái điều này thì mới hiểu cái đạo Phật được. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Một câu hỏi của Phật tử Lê Đức Hải. Nếu con người phạm luật nhân quả thì thần thực thi nhân quả. Vậy nếu thần phạm luật nhân quả thì ai sẽ thực thi nhân quả? Rồi cái này kêu bằng thánh ta quy định. Bây giờ con suy nghĩ nè. Cái ông mà cảnh sát lưu thông đó, nghe không? Ông phạt xe người ta. Mà nếu ông phạm luật là ai? Thì tổ chức của ông phạt ông. Thần cũng vậy, cái ban thần thánh tiên tôi cũng có cái ban của người ta chứ bộ. Đề cử mày theo dõi cái người này, mà mày lấy tiền của này thì tao về tao kỷ luật mày. Thấy không? Cái nào nó phải có cái tổ chức của người ta. Đã có ban thần thánh tiên thì nó có cái tổ chức, người lớn kẻ nhỏ. Chứ không phải là anh muốn làm gì làm. Nhưng mà nên nhớ rằng bây giờ thần thánh tiên người ta có cái nhiệm vụ này, không ăn gà, không ăn ái đâu, không ăn tiền cúng đâu. Xin lỗi, thần thánh tiên là ta có cái nơi riêng của người ta, chỉ ăn tiền cúng là mấy ông cô hồ thôi. Thấy không? Chứ thần thánh tiên làm gì có chuyện ăn mà mình lo cho thần thánh tiên, lo là lo cúng thôi. Mà mấy ông đâu có ăn đâu mình lo. Hiểu cơ bản này thì mình không có sai. Còn mình không hiểu thì thôi mình cúng tùm lum là đó, nó sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, có người bảo rằng trung tâm của tánh người là tánh Phật. Điều này có đúng không thưa bác? Bây giờ trung tâm tánh người là tánh người đâu trung tâm. Trung tâm não bộ là trung tâm của tánh Phật. À, điều hành cơ thể, còn trung tâm hoạt động của con người là cái tim. Nó có vậy thôi, trung tâm con người khác mà trung tâm cái hiểu biết nó khác. Hiểu biết là cái thánh Phật á, nó nằm ở đâu? Nằm trung tâm não bộ, thấy nghe nói biết. Còn trung tâm của con người 16 thứ nó nằm ở trong cái tim á. Bởi vì thế ta nói người Tàu nó là tâm, mình gọi là tim. Tim nó phát, nó bóp ra, nó phát ra 16 thứ. 16 thứ này rồi nó biến thể ra là 84.000 thứ nữa. Nó biến riết mà nó là vậy, nó biến ra mấy lớp á, với là 84.000 pháp môn cái biến thể của nó. Mà ta tưởng không biết là ta tưởng là 84.000 pháp môn tu chứ không phải. Cái trái tim này nó đập giống như bây giờ nè, cái nhà máy mà cái dynamo nó phát ra điện á. Nó ra cái bóng ra điện gì ban đầu nó có chỉ trắng thôi, thấy không? Rồi khúc đó bây giờ mấy ông kỹ sư chế rồi biết bao nhiêu màu. Cũng cái điện đó thôi, chứ biết bao nhiêu màu. Nó là do cái này. Vì thế mà ta không hiểu là ta nói là cái tưởng con người nó nhiều. Tại vì nó đi qua mấy lớp luôn mà, mấy lớp tưởng chứ đâu phải một tưởng. Tùy một cái lớp thứ nhất, rồi nó rơm qua mấy lớp rồi nó thành ra 84.000 cái tưởng. Nó là cái bóng ảo giác thôi nè. Đó, mình phải hiểu cơ bản này thì mới hiểu là trung tâm sự sống là cái gì. Trái tim, tư tâm hiểu biết là cái gì? Cái đầu mình đó. Chặt cái đầu mất liền. Chặt cái giò, trái tim cái đầu vẫn hoạt động nè. Đó. Chặt cái cổ chết liền. Bởi vì cổ là gì? Từ trên đầu nó kéo xuống tim, tim nó kéo lên nó trở thành cái dòng luân hồi. Nó hoạt động, trái tim mới hoạt động được. Còn nếu mà không có cái dòng luân hồi này, trái tim không hoạt động là mất chết luôn. Rồi, con hỏi tiếp đi. Mời, xin mời Võ Thị Bích, cư ngụ ở Quảng Ngãi, ra trước bàn tham vấn đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, con tên là Võ Thị Bích, con ở Quảng Ngãi. Hôm nay con về đây, con xin hỏi bác nhân mấy câu hỏi. Rồi, câu hỏi dạ. Câu thứ nhất, ngày 29 tháng 5 năm 2022, con có nghe bác nói là nếu ai đi tu thì sẽ bị nhân quả, và ai trên trái đất này đi tu sẽ không thành Phật. Vì sao vậy? Con mong bác giải thích cho con hiểu ạ. À. Bây giờ trái đất này là trái đất nhân quả. Thì con suy nghĩ trồng cái cây gì ra cây cây nấy, và con đi tu để tu cái gì, thành cái gì? Tu thành thánh mà con không thành thánh được thì thành cái gì? Giờ con suy nghĩ đi. Bây giờ bác lên ông trời, tôi lên trời tôi ở, nhưng mà lên trên ở được sao? Cái thang gãy là sao? Con rớt đâu? Phải rớt xuống đất không?
xuống đất mà sâu á, dưới mặt đất là địa ngục á, địa là đất ngục là tối, xuống đất tối, cũng như lúng sình một cái là nó thành địa ngục á, thấy không? Đạo Phật tu thành Phật mà không thành Phật được là thành cái gì? Thì phải nhân quả không? Tu thành Phật mà không thành Phật thì đi, nếu mà con đi lừa người ta thì con chết con làm qua báo. Còn nếu mà con không thành Phật mà con lừa người ta làm này làm kia đó, có tới cách linh thiêng thì xuống địa ngục. Đó là cái nhân quả của trái đất này. Thiền Tông nói rất rõ về cái nhân quả của người tu. Duy nhất Thiền Tông trong nhân quả, trong kinh nhân quả có nói là nhân quả của người tu, nhân quả người không tu. Người không tu nhân quả ở gia đình. Bây giờ làm con bà đó ha, bà hành tôi nữa đó, bà chết, bà làm con tôi lợi, tôi hành bà lợi đó. Cái nhân quả nó quay trong gia đình mà. Nhân quả gia đình, nhân quả dòng tộc, nhân dẫn họ tộc, nó rộng hơn, họ tộc có luôn. Họ tộc họ Nguyễn này, ở trên nước Việt Nam bao nhiêu gia đình họ Nguyễn, là đi trong cái họ đó. Còn nếu mà cái gia đình A, B, C gì đó, cái vòng vòng đó đó, thì ông Phật cũng nói bởi vì nói, nếu mà đi tu là thoát ra cái nhân quả gia đình, mà nó nhân quả của cái đạo, tu thành thánh, không thành thánh thì xuống địa ngục, có vậy thôi. Tại sao xuống địa ngục? Là tại đi lừa người ta. Còn nếu mà tôi tu thành thánh mà tôi không lấy ai thì trở lại gia đình, rồi đầu thai đi tu tiếp, đời sau trở lại tu tiếp, chứ trở hoài, tu chừng nào thành Phật thôi. Bởi vì thành nó có nhiều người họ tu cả, bởi giờ nói là ông Phật cũng nói là tu vô số kiếp mới được thành Phật, là cái chỗ này là vì tu mà không đúng cái công thức của nó thì vô số kiếp. Vì thế mà có nhiều thầy ông bắt nó, người ta tu vô số kiếp mà chưa thành Phật, ở chùa Tân Diệu làm gì mà tu thành Phật liền. Tại tao không hiểu, tại anh tu trật. Giống như ông Phật nói nấu cát là làm sao thành cơm, mà chùa Tân Diệu nói là nấu cơm nữa thì bỏ gạo vô nấu thành cơm, còn lấy cát nấu làm sao thành cơm. Ông nấu đi, tôi nấu bao nhiêu đời không được. Là vậy, chùa Tân Diệu nghĩa là biết, chưa có ai biết tạo công đức, mà giờ ta tạo công đức tôi thành Phật, thấy không? Tại ta không có hiểu chỗ đó. Trong kinh Đức Phật ông nói đừng tu qua vô số kiếp không thành Phật, hỏi sao? Tại mình tu trật, chứ tu trúng cái một lời thôi, một đời là thành Phật luôn đó. Rồi câu này có gì nữa, con hỏi tiếp hay không? Dạ, con cảm ơn bác. Bây giờ con xin hỏi câu thứ hai. Dạ, chùa Thiền Tông Tân Diệu ở tỉnh Long An có kinh Vô Tự, có giáo lý đàng hoàng, giải thích được tất cả về nhân sinh vũ trụ, hữu hình, vô hình một cách rất là khoa học. Vậy mà con thấy hiện tại tất cả các chùa ở Việt Nam và cả nước ngoài còn tu mê tín, cúng tụng, cầu an, cầu siêu, lại sinh, là sao vậy bác? Sao họ không tu? Cái này con hỏi thì cũng hay, dạ. Nhưng mà hỏi trật chỗ. Hỏi mấy cái người đó chứ sao hỏi bác? Thì đã bởi vừa nói là bác đây có hộp gạo nấu thành cơm liền, nghe không? Nấu nửa tiếng thành cơm. Còn bây giờ người ta không có hộp gạo, người ta có hộp cát. Thì làm sao rồi, làm sao đây? Mà hộp cát không chịu hộp cát rồi còn bỏ cái hộp sạn vô nữa rồi nấu. Nó trật từ trật 1 cho đến trật 10 thì làm sao đúng được. Mà bây giờ người ta nói ra, ta công bố ra rồi, công bố nhà nước cho, chính quyền cho, rồi giáo hội cho, vậy mà còn chửi làm sao? Thì thôi, thì con hỏi người ta, hỏi chứ ủa sao kỳ vậy? Ở đây người ta chuyên môn vậy dễ thoát, mà ta xin phép chính quyền đàng hoàng, xin phép giáo hội đàng hoàng, tại sao mấy ông chửi? Thấy không? Chửi thì lợi, do muốn chửi người ta thì phải lợi chùa hỏi người ta, ông chắc chắn không? Chắc chắn dạy tu thành Phật không? Nếu mà ông thành Phật được, ông tính sao tôi? Thì đó, thì coi người ta trả sao, có cái chùa trả lời sao? Thấy không? Chứ bởi vì đây người ta có cái cương lĩnh đàng hoàng, tôn chỉ cương lĩnh đàng hoàng, có công thức tu đàng hoàng chứ không phải. Chứ nào mà con không có công thức, ví dụ mà con biết nấu cơm, hỏi biết con biết nấu cơm không? Nó biết, hỏi sao? Tôi có gạo, có công thức này. Còn hỏi bà kia nó, tôi biết nấu cơm không? Biết, hỏi có cơm không? Không. Làm sao nấu? Biết nấu mà nấu bằng gạo sao ra? Rồi nấu bằng sạn sao ra? Nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo.
Dạ, vừa qua là con có đọc cái lời dặn dò đường về Phật giới trong quyển sách lưu hành nội bộ của ngày 19 tháng 6 năm 2022. Trong trường hợp thứ nhất, Phật gia có công đức vô lượng và có câu lực sáng vàng rất mạnh làm chói mắt tất cả các trung ấm thân của các vị thần thánh tiên và các loại mang trung ấm thân bằng điện từ âm dương cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ âm dương biến thể. Từ âm dương biến thể. Vậy loài thân cấu tạo bằng điện từ âm dương biến thể là loại nào vậy bác? Có phải là loại vi trùng virus không? Nếu là loại vi trùng virus thì do đâu sinh ra? Con xin bác giải thích cho con hiểu. Con xin cảm ơn bác ạ. Điện từ nó có mấy loại. Cái vô sắc ở quả trời vô sắc nó không có biến thể được, nó cái màu trắng không, đấy không? Còn điện từ âm dương 12 màu sắc thì nó chỉ đúng có 12 màu sắc nó thôi. Còn cái điện từ giờ trái đất này nè, con là con người tứ đại, ai cũng tứ đại hết, đất nước cho lửa và điện. Mà cái điện này á, là gọi là điện từ âm dương biến thể là sao? Vì biến thể mà con ngồi được á, thì cái mặt con trắng, con ngồi hơi nó đỏ, nó biến thể là cho đấy, là do cái vận dụng của mình á. Vì thế mà có nhiều người họ ngồi thiền, cái mặt họ đỏ tươi, còn mặt họ xanh, tái mét lại nó biến thể. Rồi thứ nhất nữa đó là nếu mà con có cái sức mà con hút, sức hút âm á, thì con sẽ làm ra được những cái hiện tượng lạ, nó biến thể. Trái đất này linh hay không là do cái điện từ biến thể. Ví dụ là trái đất này tự nhiên là thấy cái vùng đó nó đỏ, trên đó nó nhiều màu phải không? Người ta nói ai đó cái nó hiện là hiện quan âm hay là quyển Phật, hiện thánh gì đó, nó biến thể nó hiện. Gọi là điện từ âm dương là do một con người ở trái đất này nè làm ra. À, mà cái điện này á, bây giờ mấy cái bây giờ thì ít chứ không biết ngoài Bắc nó nhiều lắm á. Ta ngồi đồng á, cái ông ngồi đồng cái mặt ông nó thay đổi hết á. Đó, điện từ âm dương biến thể là do cái điện, nó điện nó biến thể, nó chuyển cái máu mình nó trở thành cái màu sắc, gọi là điện từ âm dương biến thể. Vì điện từ âm dương biến thể nó mới tưởng được, nó mới tưởng mình một cái tưởng này mà nó tưởng ra đủ thứ hết, thấy không? Rồi cái người mà muốn thành lập cái biến thể này là mấy cái ông họa sĩ vẽ lại đó, nên nhìn thấy cái màu trắng, cái ông vẽ trắng màu vàng rồi ra là cái do cái tưởng ra rồi cái tay ông vẽ ra. Con người bởi vì nó biến thể là con người ở thế gian này mới tu mới thành cái này thành kia được, chứ nếu mà con không biến thể là tu không thành được. Giờ muốn thành thánh được dễ ở, thấy không? Thì tự nhiên con người ta trong cái điện còn mà nó chuyển biến thành cái ông thánh nào đó, rồi con mới đi ra con xưng tu thánh này thánh kia. Chứ nếu mà không biến thể là con người con mà không biến thể thì con ngồi tu cỡ nào cũng một cũng cứng nhắc thôi. Vì biến thể, nhưng mà trái đất này gọi điện từ âm dương biến thể, nhưng mà ta mới làm nó được nhiều cái màu sắc. Từ cái bây giờ con thờ, tại sao con thờ? Con mấy người ông thần tu cái mặt đỏ, thì ổng biến thể là ổng muốn chuyển cái này là chuyển thành thần thì mới đỏ, thành thánh cái mặt trắng bóc. Tại con người da vàng thì da vàng á, nó biến thể là theo cái tưởng của con người, là biến thể là chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hãy con thấy câu hỏi, con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn con, hỏi rất hay. Alo. Tiếp theo là câu hỏi của nhóm Phật tử Long Bình Tân ở Biên Hòa, Đồng Nai hỏi. Các nhà thiên văn học NASA bây giờ đã chụp được hình của các sao mộc, sao kim, sao thủy, sao hỏa. Vậy thì cho con hỏi là các hiện tượng trên báo hiệu là loài văn minh của loài người và thành tựu hoại diệt của trái đất này phải không hay ạ? Bây giờ con người ta nó văn minh vật chất, hồi xưa người ta không có hiểu. Bây giờ những cái hành tinh này là hành tinh vật tư á, thì ta nhìn diễn vọng kính ta càng kéo cái thời gian gần lại, thấy không? Là tỏ vẻ là cái con người đi vào thời kỳ hủy diệt. Bởi vì ngày xưa người ta muốn giết người thì chỉ một người giết một người thôi, hoặc là một cây súng, một cây gươm, người ta giết một người hai người thôi. Bây giờ nó không phải,
nó văn minh, nó lấy được cái hạt plasma rồi nó nén vô trỏng đi, nó nén đồ bao nhiêu cái nguyên tử ở trong đó, rồi bao nhiêu cái hạt nóng rồi hạt lạnh, thấy không? Nó nén vô đi. Bây giờ tại làm sao một cái bom đâu có lớn đâu mà nó lên nó nổ mà nó cả 1 triệu độ mà đường bán kính của nó đó 60 cây số, suy nghĩ đi. Thành phố Hồ Chí Minh mà nếu đi ra Vũng Tàu á, đường chim bay chưa tới 60 cây số, đi vòng vòng 100 mấy chứ còn đi đường tắt chưa tới. Nó biến thể nó mạnh vậy đó. Mà bây giờ bởi vậy thành ra nếu mà trường hợp mà nó dùng các khoa học nó đánh giặc á, thì con ta sẽ hủy diệt sớm đó. Mình phải sợ vậy đó. Là cái này đã nói thuộc về cái không tốt, mình không bình luận nhiều. Bởi vì khi mà con người văn minh luôn chừng nào thì cái hủy diệt nó sẽ tới nhanh chừng này. Nó quan trọng nhất ở chỗ này. Còn bây giờ người ta nhìn thấy hành tinh này, trên kia là chuyện thường thôi. Chứ còn NASA nó nhìn thấy là nhiều biết. Bởi vì nó có những cái diễn vọng kính mà nó phóng đại ra 1 triệu lần. Hồi xưa là có 1.000 lần thôi, bây giờ lên 1 triệu lần. Có nghĩa là nó khuếch đại lên. Rồi nó nhìn xa, rồi nó nhìn cái vật chất đi sâu vào. Vì thế mà nó mới nhìn được trong không gian cái hạt nào có gì nó lấy về. Chứ mình con mắt thường làm sao mình thấy cái hạt hồng ngoại ở đâu mình thấy. Còn nó nhìn thấy, trong không gian nó nhìn thấy, nó lấy cái đó. Hoặc là trong cái tảng đá nó đập ra nó thấy chỗ này là cái gì. Cái hạt này là hạt gì, nó lấy về. Thì nó nằm trong không gian và trong vật chất thôi, chúng đâu khác hết trời trơn. Vì thế mà càng văn minh thì con người đi vào hủy diệt càng sớm là cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, trong các lần giải đáp bác thường nói là phải lo tạo công đức bây giờ, đừng để tới lúc gần chết mình mới tạo công đức. Bác có thể cho con ví dụ cụ thể để con tạo công đức được hay không? Tạo công đức thì người ta đã nói nhiều trong sách vở rồi đó, hoặc ai đó, chứ giờ biết nói làm sao giờ. Làm phương tiện gì giúp người ta hiểu cái thiền tông thôi. Thì người ta hiểu là mình có công đức, giúp người ta vui vui sướng, mình có phước đức, giúp người ta khổ, mình ác đức, có vậy thôi. Mình căn cứ vào 3 cái đức này, giúp người ta biết được ta thoát ra cái này là mình có công đức. Giúp người ta vui chơi ở trong trái đất này gọi là có phước đức, giúp ta khổ ở trái đất này ác đức. Mình phải làm sao cho người ta thoát được cái quy luật này bằng phương tiện gì không biết, nhưng mà làm sao giúp người ta. Nhưng mà nói là thiền tông nói là anh giúp người ta phải bằng trí tuệ nha, chứ không phải là giúp bằng cái ham mê mà còn cái chuyện mà chấp ngã là chết à. Chấp ngã là không có gì được à. Giúp người ta bằng trí tuệ. Bây giờ trí tuệ mỗi người thì có tần số, làm sao ai hiểu được cái này. Tùy theo mình muốn giúp làm sao mà người ta có công đức mà người ta đừng có buồn, người xung quanh đừng có buồn. Nhất 2 vợ chồng một người mà tu cúng, một người tu thiền tông là coi chừng đập lộn à. Không phải dễ đâu. Vợ thì thích cúng, chồng thì đời dễ thoát. Nó đập lộn đâu, là phải rồi, có vậy thôi. Cái trí tuệ chỗ này là mình muốn giúp cái người đó, nhưng mà đừng đụng hai cái người này. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, lần giải đáp trước bác có nói muốn giúp người ta tạo công đức thì mình phải là con người thấp thì người ta mới tiếp thu ý kiến. Xin bác giải thích rõ về câu nói này ạ. Tất nhiên mình đừng có thấp là đừng có ngã mạn, đừng cống cao ngã mạn. Làm thầy người ta, đừng. Thì người ta không có ai làm thầy ai đó. Bây giờ tôi biết á, ai có tánh Phật, bây giờ anh chị không biết, tôi chỉ cho anh chị biết, giống như tôi cũng hồi đó không biết. Giờ tôi biết thì tôi chỉ lợi vậy thôi. Chứ đừng có nói, tôi này kia nọ là sư thầy, tôi là ông này bà kia là chết, cống cao ngã mạn là chết. Tạo công đức mà cái kiểu này người ta gọi là kiến chấp á, thì hoàn toàn không về được. Tạo công đức có, nhưng mà hoàn toàn không về được. Rồi, câu hỏi tiếp. Vị Hoàng Thị Sáu, 75 tuổi ở Đồng Nai hỏi, hiện tại con nghiền trầu, trà xanh, hiện tại con chưa bỏ được, vậy con có bị ảnh hưởng đến đường về Phật giới không ạ? ăn trầu ăn thôi, ăn thịt còn chưa sao, ăn trầu. Đừng có lo cái điều đó. Mình cứ
mình ăn cái gì nó quen, nhưng mà cần nhất á là cái tánh của mình á, bỏ cái tham sân si đi, bỏ cái tham sân si mạng nghi ác kiến đi, bỏ cái này đi. Mà mình muốn ăn gì ăn, ăn trầu ăn thua gì, ăn trầu ăn lá cây chứ có gì đâu sợ. Ăn thịt còn chưa sao mà ăn lá cây ăn nhậm gì, thấy không? Đừng có lo cái chuyện này, là do cái tánh người của mình phải đúng, sống đúng nhân nghĩa lễ trí tín, bỏ cái phàm phu là tham sân si mạng nghi ác kiến, bỏ cái này đi, thấy không? Bỏ chứ không phải là mình nó vẫn có đeo trong mình á, nhưng mà mình nói bỏ là mình không xài tới đó thì đúng hơn, chứ nó dính trong mình làm sao bỏ. Đừng có xài, tôi có mà tôi không xài, có vậy thôi. Ai là không có tham? Bây giờ tôi làm lương tháng 10 triệu thì tới tháng tôi đi lãnh tôi cũng tham, nhưng mà tôi tham đúng cái lực của nó, thấy không? Chứ 10 triệu mà tôi đòi 20 là tham sao vậy, rồi đi lương lẹo lấy con ta, nó kẹt ở chỗ này là ha. Mình sống phải đúng cái luật đó, đúng cái luật nhân quả trái đất này. Rồi gọi tiếp đi. Vị Lê Thị Châu 80 tuổi ở Củ Chi hỏi 9 câu. Câu thứ nhất, sao lúc con tự nhiên im lặng thì bên trong con trống rỗng ạ? Cái đó là thanh tịnh rỗng lặng hàng tri, là nó đều ra đó. Tánh Phật của mình là tự nhiên mình làm mình không phát ha, tự nhiên thấy nó trống. Nha, nhưng mà nên nhớ là thấy trống để yên kệ à. Nó tạo tôi được trống ra những ông đi em nhào vô lắp ở chỗ trống lên là mình kẹt. Trống biết trống vậy thôi, đi khoe với người ta. Rồi cái mai mốt khoe cái ông kia ông nhào vô, cái chỗ này bà này để nhà trống tôi nhào vô. Cái bản nói tôi biết rồi, tôi biết nó rồi. Rồi bắt đầu nó quậy lên là thua rồi, thấy không? Có nghĩa là tự cái con người mà thanh tịnh rỗng lặng hàng tri là cái bản chất của cái tánh Phật, nó là vậy á. Mình không suy nghĩ tự nhiên thấy nó trống, thấy không? Mình dừng tất cả cái suy nghĩ tự nhiên nó trống. Nhưng mà nên nhớ mà mình khoe vô một cái là với ông kia nhào vô, nó kẹt cái gọi là kiến chấp cho ta. Kiến chấp đây, trên thế giới này là ngũ thứ thập cư này, kiến chấp chính là của mấy ông kia nhào vô á, rồi chưa để cho ta đó. Vì thế mà người ta tu chứng đắc là cái chỗ này nè, ngồi thanh tịnh quá, cho thấy khỏe quá, đi khoe tùm lum, ngày mai ngồi đó ông kia nhào vô cái đi khoe đầu làng cuối xóm nữa, rồi sao? Rồi thành cái gì? Thành ông thánh luôn. Rồi có hỏi tiếp đi. Câu thứ hai, bên trong trống lỏng, lắng nghe nhịp tim hòa theo hơi thở, vô ra giữa đỉnh đầu ạ. Bây giờ thì mình thanh tịnh thì đương nhiên, giống như bây giờ nè, con đi ra ngoài đường á, thấy nó ào, thấy không? Thì những cái gì mà tiếng nhỏ con không nghe được, mà con nếu mà cái đường mà nó bật rồi đó, thì từ cái tiếng con dế kêu con cũng nghe, rồi con trùng kêu cũng nghe, là cái chỗ này nè. Tánh mình cũng vậy, tánh mình mà con suy nghĩ lăng xăng, rồi những cái tiếng mà gọi là ta nói là tàng thức của mình á, trong cái sự biết của mình á, con nghe hết. Đó, còn nếu mà trường hợp rồi con nghe được mà con nếu mà con ham muốn cái gì thì kẻ bên ngoài nó nhào vô, là con người con nó trở thành biến con người khác rồi. À, vì thế mà trong cái bài có nói là con người sáu thứ tánh á, cái ông thứ sáu nhào vô thì coi chừng cái ông đó đó, thấy không? Nó phải hiểu cái chỗ này. Vì thế mà Thiền Tông nó mới giải thích được tại sao ta cấm không cho cái ngồi thiền. Anh ngồi thiền là anh thanh tịnh. Thanh tịnh là anh không hiểu rồi để làm cái gì. Thanh tịnh là anh tạo điều kiện cho mấy cái ông kia nhào vô. Chứ thành Phật thì tánh Phật mình có rồi, mình biết nó có tánh Phật gì thôi, mình lo tạo công đức mình về. Còn cái chuyện thế gian đừng có tính, đừng có chứng đắc về thế gian này rồi đó. Mình lo có công đức về. Nó tu là phải tu vậy, là tu chánh tín. Còn tu mà bất cứ có cái gì ở trái đất này nó đều là giả dối. Vì thế mà ông Phật nói là trái đất này có gì là ma không, gặp giết luôn, kể cả thấy Phật cũng giết luôn. Ma Phật dám vô đây không? Phật ông vô đây ông dạy được, nói thiệt á, ông dạy mấy chục năm chứ còn bao nhiêu thần thánh tiên phải giúp ông mới dám ngồi dạy. Còn không có thần thánh tiên thôi nó hốt ông lầu rồi, thấy không? Đâu phải một vị Phật muốn lập là đạo phải đơn giản đâu. Bao nhiêu năm dạy đạo đều qua là thần thánh tiên phải giúp mới dạy được. Còn không giúp thôi, hốt ổng trong 5 phút
lơ là 5 phút sau ông Phật chết liền. Thấy không? Chứ đừng có tưởng. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ 3, càng lâu càng thấy trống không, không thêm, không bớt, không buồn, không vui ạ. Thì đó là cái thanh tịnh rỗng lặng hàng tri nó phát ra vậy đó. Cái tánh người, tánh Phật của mình nó là vậy đó. Còn nếu mà tánh người mà nếu mà trường hợp mà thánh vô thì mình thấy có cái nhân nghĩa. Ông tiên thì thấy có cái nhàn hạ. Ông cô hồn vô suối làm đủ thứ hết. Đó mình phải hiểu đấy. Làm con người mà mình không biết con người mình thì chắc chắn là sai. Thấy không? Thế gian ở đây, vì thế mà Đức Phật có nói là thế gian cái gì nó ở đây nó gian lắm. Không trí tuệ là bị gian manh nó nhào vô liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, có lúc đang bình thường tự nhiên nó nhớ lại chuyện xa xưa, con bảo nó tuôn ra cho hết, tại sao nó im lặng mất luôn ạ? Cái đó là trong cái duy thức học hay đó gọi là trong mình nó có cái tàng thức là cái kho chứa kêu bằng truyền thức, có nghĩa là đem cái biết vô rồi cái mà khi mà muốn nhớ thì là tống thức đem cái đẩy cái biết từ cái thức cái tàng đi ra, nó hỏi chung là gọi là truyền tống thức do một người. Người đó là ai? Ông thần quản lý con á. Nếu giờ tôi ổng nhớ cái này đem vô rồi nghe rồi và tôi muốn nhớ cái kia ổng đem ra, chính ổng là cái người làm, nhưng mà chính cái người ổng là thực thi nhân quả luôn. Bao nhiêu làm chuyện này, bao nhiêu làm chuyện kia, sau cùng kết quả ổng coi cái tàng thức con làm cái gì, giống như cái máy laptop con chứa cái gì, mấy thằng chiêu môn lại nó bấm đi ra hết, nó coi hết nha. Rồi nó bắt đầu nó thực thi nhân quả. Mình là chỗ này phải hiểu, còn mình không hiểu thì không thể hiểu nổi cái tính con người của mình đâu. Bây giờ là nếu mà Thiền Tông chưa ra đời không ai hiểu con người của mình là cái gì, mà chỉ Thiền Tông ra đời rồi ta mới chỉ từ ly từ tí, chết gì cũng vì cái tính con người, sống cũng vì cái chết của tính con người, trở về Phật giới cũng do cái tính con người. Đó, tính con người nó dẫn đi mà, nó vẫn đi chu du và nó chẳng đi về do cái tánh. Bây giờ mình tánh Phật vô đây mượn nó làm gì? Mượn dẫn về mà mình không về, dẫn đi chơi nó dẫn mình đi. Đó, phải hiểu cơ bản này. Bởi vì cái tánh người nó nguy hiểm vô cùng chứ không phải đâu. Rồi con hãy tiếp đi. Thưa bác, con nghe thầy nói pháp trần nói nhỏ trong cổ họng có giống nói thầm thầm trong cổ họng không bác? Bây giờ mình nói thầm thầm là tự mình phát, còn cái pháp trần là tự động nó rung động ở trong cái cổ họng mình á. Còn ở nói thầm thầm là tự mình phát ra nó nói, còn mà nếu pháp trần là tự động cơ bằng là automatic nó nói, thấy không, là mới là pháp trần thiệt. Còn nếu mà mình không automatic, mình sống vậy đó, mình quên mình không nói là nó không phát được. Còn thằng kia nó phát được rồi, giờ nào nó cũng phát. Nghĩa là đi ra hành lễ gì rồi gặp ai nó cũng phát. Ai suối ai bảo dạy nó làm, nó biết hết, nó nhìn thấy nó biết rồi. Giống như cái chuyện mà pháp trần, giống như con ở cái thành phố mà con hiểu hết đường. Rồi con ra đường có ai chặn nó, mà hỏi đi đâu, con nói được nó, mày đi đường này trật. Nhưng mà con hiểu rồi làm sao nó có chặn con được, tự con đi, thấy không? Có nghĩa là pháp trần là mình hiểu hết đường đi nước bước ở trong cái thành phố. Pháp trần về Phật giới, hiểu đường đi nước bước của cái cuộc đường đi về Phật giới. Mình không làm ra chỗ này. Về Phật giới không làm là do cái pháp trần mình phát là hiểu hết. Thì mấy ông kia không gạt mình vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình hiểu mà ngồi mà ông kêu lợi thì lợi ổng là chết rồi. Ông dụ mình là. Rồi hỏi tiếp đi. Vị tên Thái hỏi, cách phân biệt hoa tiêu thật và hoa tiêu giả. Hoa tiêu thật từ trên cao bay xuống, hoa tiêu giả ở ngang mặt mình bay tới, có phải vậy không thưa bác? Trong đường về Phật giới có nói dặn rõ, hoa tiêu thật là từ trên xuống, hoa tiêu giả thì ở trước nó bay vào. Thấy không? Nên nhớ vậy đó. Cái gì mà từ ngoài đi vào thì đúng, còn cái gì mà ở từ cái con người ở thế gian này mà làm ra là giả.
ông Phật cũng làm qua tiêu là do cái hào quang từ ở trên tầng blue đưa xuống. Còn ông đây ông làm, nên nhớ nè, ông đứng tay ông xoe lại để tới thành cái hoa tiêu, thì ông tự tạo rõ ràng, ông tự tạo cho mình biết. Nhưng mà mình không học cái này thì mình thấy cái đó mình sai, mình theo ổng là sai chỗ này. Đó, phải để ý nè, cái hoa tiêu thật là do cái hào quang của vị Phật phóng ra từ ở tầng blue đưa xuống. Hoa tiêu Phật ở ông này, ông lấy tay ông xe, ông tạo thành. Nào cái đó cũng cơ bản mình biết rồi. Nhưng mà nếu mình không học cái cơ bản này thì mình không hiểu. Mà mình học rồi thì mình ra, mình chạm mặt rồi mình mới thấy cái chuyện này, mình mới biết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Trong nhà con có mở năm mấy phát bài 36 vị tổ thì hương hồn có vô nhà con được không? Và cô hồn có vô nhà con được không ạ, à, thưa bác? Cái hương hồn hoặc cô hồn nào mà nó có cái tần số dương thì nó nghe được. Còn cái tần số âm nó chịu không nổi. Nó chỉ nghe thôi là nó ly rồi, nó không dám lại gần. Giờ con suy nghĩ nè, tất cả những cái người mà muốn vô cái chùa, vô chùa thường nha, là âm người ta vô. Còn cái chùa thiền tông, người âm không dám vô, không dám bén mảng tới cái cửa luôn. Tại vì cái tần số âm nó đẩy, trên này nó dương nó đẩy ra. Đó là cái nguyên tắc thế giới vật chất này nó là vậy đó. Nghe không? Bây giờ tất cả những người mà hiểu, nghe cái thiền tông mà thích là người ta đó có công đức sẵn rồi. Hoặc là ta trên nước cực lạc đó, ông Gia là chứng nhận cho ta là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh rồi đó. Mới vô đây nghe để về. Còn nếu mà người nào mà không có tần số này nghe chịu nổi. Giờ còn để ý đi. Tất cả trong gia đình con á, mà nếu mà người nào mà nghe cái máy này họ chịu không nổi là chắc chắn là họ bị âm. Mà con đưa cho người ta coi chừng ta đập con là ta đập lại liền à. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Ngạ quỷ có hai loài, loài đi ra ngoài dòng tộc gọi là cô hồn, loài đi vào dòng tộc gọi là hương hồn. Trong khi chờ đi trả nhân quả, hương hồn ở đâu, ăn uống ở đâu ạ? Này con nói vậy không phải. Bây giờ trong cái loài ngạ quỷ, loài quỷ ở trong cái tổ chức ta gọi là thập loại thánh. Còn cái ngạ quỷ mà nó không trong cái tổ chức gọi là thập loại cô hồn, nó không ai kìa, không ai điều khiển đó, nó là thập loại cô hồn. Còn cái hương hồn á là nói về ông bà cha mẹ mình đó. Khi chết rồi thì trưởng dòng tộc bảo là bây giờ phải đến cái nhà đó để mà thụ thai làm con người đó. Không, tôi sợ rồi. À, bây giờ không đi ha, không đầu thai ha. Rồi, ra mã ở. Không ra mã ở, trèo lên gốc cây nào ở. Đó là hương hồn. Mỗi một khi mà gia đình nấu thì vô được, vô hửi mùi cái đi già. Rồi, không cho ở nha. Còn cô hồn á, không vô gia đình được. Vô hồn thì muốn hửi mùi thì ra hàng quán á. Mà hàng quán phải đứng bên ngoài cửa nè. Vì cửa mấy cái ông, mấy cái hàng quán người ta có thờ với ông, mấy cái ông mà giữ cửa đó, nó không cho vô. Phải đợi cái mùi từ ở trong bay ra, ta ngửi. Ta gọi là cô hồn các đảng, là chỗ đó đó. Thấy không? Chứ đã mang cô hồn là không vô nhà được. Giống như con có một đứa con mà từ mày rồi đó, mày muốn làm giang hồ mày rồi, tao không cho mày vô nhà, rồi nó không dám vô, mới vậy thôi. Đã từ nó làm giang hồ rồi, thì nó sống với cái kiểu giang hồ của nó. Thì cô hồn nó cũng vậy. Cô hồn thì ở trong cái tổ chức cô hồn gọi là thập loại thánh, thì phải tuân theo cái quy luật của thập loại thánh. Nó giống như con người, nhưng mà nó có cái tổ chức của cõi âm nó thôi. Còn thứ mà cô hồn các đảng nó không theo ai hết á. Tôi đụng đâu tôi giật đó, tôi ăn vậy thôi, ăn xong tôi đi chỗ khác. Thấy không? Ra ngủ, ra cái chỗ nào mà nó thích nó ở. Có nhiều khi những cái đền á, những cái đền mà ông thần ổng không ở thì nó vô nó ở, có vậy thôi. Đền mà không có thần ở giống như cái nhà quan vậy đó, nó muốn vô nó ở vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo là Phật tử Nguyễn Ngọc Luật hỏi: người tu thiền tông đúng nhất và trở về Phật giới an toàn nhất là phải tu như thế nào?
Giờ tu thế nào bây giờ? Con người ta đó là nó có cái quy định, con người là sống nhân nghĩa lễ tri tín. Anh làm sao đúng sống đúng cái nhân nghĩa lễ tri tín này mà tu thiền tông là đúng, có vậy thôi. Nha. Rồi còn chi tiết nữa đó thì nó có cái nội quy và cái nội quy và cái lời cấm của trong cái gia tộc đó. Mà nói đúng ra mình làm gì đó, đừng có phạm pháp. Pháp luật đã nói sẵn cho mình biết rồi đó, đừng phạm pháp. Phạm pháp thì luật pháp trị, còn không là không phạm pháp thì làm sao luật pháp trừng trị mình được. Thì mình sống mà muốn mà cái bạn ấy thì phải kìm ở trong những cái quyển sách người ta nói về cái thuật của cái luật sống của cái nhân quả, coi trong đó. Mà nói tóm ra thì bây giờ mình đừng có làm tầm bậy, nói thiệt thôi. Tin cái gì phải cho đúng, làm gì phải cho đúng. Thứ nhất, ở trong cái đất này mình phải xác định cái câu này là ngũ thú tập cư, người thần thánh tiên ngạ quỷ. Mình phải biết con người của mình đứng đầu nha, con người là phải đứng đầu trong cái các loài ở trong cái đất này, nghe không? Người thần thánh tiên, thần là kiểm soát mình, tuy là ổng kiểm soát nhưng mà phải dưới mình. Ở tôi có ông mới kiểm soát, không tôi không có ông sao kiểm soát, phải không? Cái ổng cũng ổng là giống là con người luật pháp vậy thôi. Rồi thánh là giúp mình, có mình thì ổng mới giúp sống cuộc đời nhàn hạ thánh thiện. Tiên giúp mình sống an nhàn. Ngạ quỷ chuối làm tầm bậy, sớm tầm là bậy. Để chi? Để đi luân hồi và đi theo với ổng. Thấy không? À, nếu mà làm đúng thì cho mày lên trời đó. Ta chỉ chính lời ngạ quỷ lập đạo rất đúng chứ không phải lời không. Nhưng mà có một điều á là mình làm sai. Ví dụ là cái loài đó, loài ngạ quỷ là tôi là thánh à. Rồi. Đúng là ông là thánh. Tôi lập đạo muốn lên trời đỡ không? Tôi chỉ cho cách làm. Tôi làm đúng thế ổng thì lên trời ở, còn làm sai thì xuống địa ngục. Ổng nói rõ ràng mà. Đó, mình phải hiểu chính cái con người của mình là con người cao nhất ở trái đất này. Người ta gọi là động vật cao nhất ở hành tinh này, con người. Còn thần thánh tiên ngạ quỷ là gì? Là cái con người vô hình nhưng mà nó điều khiển con người. À, phải hiểu cơ bản này. Còn mình không hiểu cơ bản này mình theo đạo là nó sai, nó chắc chắn là bị sai. Bây giờ mình theo mà mình không hiểu, anh làm cái gì làm, anh phải hiểu, anh học cái nghề gì phải có hiểu mục đích là anh để làm cái gì, anh theo đạo gì mục đích là được cái gì, thấy không? Chứ không phải là mình nói rõ ràng. Mà muốn hiểu nó thì phải tìm cái giáo lý của nó. Đạo nào cũng vậy, phải tìm giáo lý đọc. À, tôi thấy được, tôi tu được thôi. Thà là tôi không tu, tôi ở nhà. Ở nhà cứ lo chuyện gia đình, gia đình tổ quốc cứ vậy lòng hoài. Chừng nào muốn về Phật giới đợi ông Phật á, đợi khi nào mà công bố cái đường giải thoát về thì tôi ra tôi học tôi về. Đơn giản thôi. Bây giờ vô đây bởi vì thiền tông nó ra đời nó xóa cái tà tông. Lục tổ Huệ Năng nó nói câu à, thiền tông ra đời chuẩn hóa đạo Phật và phá tà tông. Cái câu này rất hay mà chưa ai hiểu, mà chỉ có thiền tông nói, mà trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi lại đàng hoàng. Thấy không? Trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi rõ ràng cái câu này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là tại sao các vị thầy tu lâu năm khi đọc sách thiền tông thì không được hiểu ý sâu màu của Đức Phật, còn những người như cháu không tu mà đọc sách bác viết ra lại hiểu ngay là như thế nào? Bây giờ có người ta đó, trên thế giới này mà con kiến chấp, con càng học càng lâu, học càng cao, kiến chấp càng lớn. Dẹp cái này, kiến chấp cho ta là giỏi mà, ta là thầy tu mà, thấy không? Không ai qua được ta vì cái kiến chấp mà họ không hiểu. Kiến chấp thì nó làm cho kêu bế cản lại, bế cái sự hiểu biết của người ta. Người ta chết vì cái kiến chấp này. Và trên thế giới này đó, người ta đánh lộn nhau cũng vì cái chấp, kiến chấp. Tôi là phải, tôi đánh ông á. Ông kia đó tôi là phải, tôi đánh lại đó. Rồi hai sao? Một, chết hết. Hai là thằng chết, thằng bị thương.
cũng vì cái kiến chấp này thôi, chứ đâu có gì khác đâu. Nếu không kiến chấp thì trái đất này sẽ yên bình ngay. Không kiến chấp thì sống nhân nghĩa lễ trí tính, trái đất này không khi nào bị đánh lộn, không ai trực của ai hết. Vì kiến chấp và tham mà đánh lộn rồi dành về cho mình. Nhà mình có một cái đủ hẳn rồi, đi chiếm lấy nhà ta, đất của người ta, thấy không? Nước của người ta, đi chiếm lấy đất của người ta, là cái kiến chấp và tham chứ có gì đâu. Trên đời này không có cái gì khác hai cái này hết, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: tại sao người tu theo thiền tông thường bị thánh thử, cách khắc phục là như thế nào? Tu thiền tông á, là cái thiền tông thì nó đúng là nó mới ra đời đây, chứ hồi trước bởi vì nó thiền tông nó không có đi lộ diện, thành là không ai hiểu. Thiền tông nó đi âm thầm mấy ngàn năm đây, không ai hiểu nó đi đâu mà đã làm cái gì. Nhưng mà lâu lâu mấy ông tổ cứ dừng hé ra một chút xíu nó hiểu, nó nghe, nhưng mà nó không hiểu là tu làm sao. Vì thế mà có nhiều người á, họ nghe tu thiền tông đó cũng tu thiền tông rồi khôi phục thiền tông, nhưng mà thực ra họ không hiểu, thì họ tưởng ra họ làm nó sai. Mà khi nào cái thiền tông chính thức được công bố ra rồi, người ta chỉ thứ lớp ra thì nó người ta mới hiểu. Vì thế mà những người mà tu càng lâu rất ghét cái thiền tông. Bây giờ nói bằng sự thật của mấy ổng tưởng mà, nói bằng sự thật thì cái tưởng của ổng mất luôn. Ủa tôi trước này từ mấy chục năm này tôi tưởng nó vậy, ai về chờ ông ra ông bỏ hết là nó ghét, nó không tu được luôn, nó chửi luôn á. Nó thì mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mình mới hiểu cái sự thật. Nếu mà người ta đừng có tu là người ta không ghét. Vì thế mà mấy người tu người ta ghét cái thiền tông là chỗ này. Để ta hồi đó trước giờ tôi tu nó vậy 80 năm 70 năm tôi nói vậy đó, bây giờ ông lại nói chặt lá hết trời thì ta ghét cái gì? Ta tìm cách ta phá mình, nó chỉ vậy thôi. Rồi có hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông khi về già họ chỉ ngủ một mình, ít nói chuyện, có bệnh thì cũng không đi khám, họ chỉ lo tạo công đức. Vậy thì người tu thiền tông này là tu đúng hay tu sai? Tu sai, chết, muốn chết sớm. Tu kiểu này muốn chết sớm. Bệnh thế gian này đói ăn mệt ngủ, Trần Nhân Tông cũng nói vậy, đói ăn mệt ngủ. Chứ làm gì mà nghe một mình, có gia đình phải sinh hoạt với gia đình. Gia đình nào, người nào thích cái này thì mình nói cho người ta nghe, không thích thôi, dẹp, đừng có nói tới. Thà là nó hồi sớm, bây giờ con suy nghĩ cái chỗ này. Cái chùa Thiền Tông hồi sáng truyền thiền con thấy không, 37 người. Có cái người nào ở đất Long An không, tên ở đâu không? Đất Long An hoàn toàn không có người. Đất Long An là tại cái chùa này nè, mà không có. Mà ở đâu là miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Đồng Bằng á. À, nó khó là cái chỗ đó, đó. Thấy không? Mình chứng minh rằng tất cả khi mà buổi lễ truyền thiền mấy chục, bây giờ không biết truyền thiền mấy ngàn lần rồi đó, chưa có đất Long An, chỉ có một hai người thôi. Mà bao nhiêu ở đâu không? Mà nước ngoài có nhiều rồi, mà thứ nhất ở ngoài Bắc nhiều nhất là sao? Ngoài Bắc là cái gốc của thiền tông. Tính cái thiền tông này ngoài Bắc đưa vô trong Nam, Trần Nhân Tông đưa vô trong Nam, chứ không phải là cái nó có chỗ này. Nhưng mà tại ông Thích Ca ông bảo ông Trần Nhân Tông tới ngày này phải đem vô trong cái đất Long An á, giao cho bà Long Nữ á, bà phổ biến ra. Thì cái này cái ông Phật, ý ông Phật vậy thì cái người sao người ta phải là thực hiện đúng cái lời ổng thôi. Rồi có hỏi tiếp đi. Tiếp theo là của Phật tử Trần Hữu Nghĩa hỏi: tại sao khi mất đi vị thần lại ném chung ấm thân của mình, mà tùy theo cái lực ném lại đi xa hơn ngoài 5 km hoặc là thấp hơn 5 km, tại sao lại có trường hợp như vậy? Thì cái này giống như con bình thường hay con cứ lấy cục đá con quăng đại nó tới đâu không tới. nó ra được năm thước thì ra 5 thước. Cái này là do cái lực ổng thôi, cái đó mình cứ đâu có hiểu được. Nhưng mà nên nhớ một điều á, có công đức mà khá một chút á thì ổng nhớ mạnh chút, công đức ít thì ổng quăng nhẹ chút, theo cái lực nguyên tắc nhân quả mà. Cái anh công đức ít thì anh phải đi để về người ta kiểm tra đó, còn công đức khá chút, bởi vì nhiều quá thì có người dẫn về, còn nó gần nhiều quá thì nó quăng một cái đi ra luôn á. Là cái này nó là do cái công đức của cái người đó,
Nhưng mà trong cái giải đáp, trong cái lễ thì ta nói cho mình biết. Nếu mà quan không lẽ nói bà có đông ức ấy, công đức ít thì nữ quan quan đức quan nhẹ, công đức nhiều quan mạnh. Cái nguyên tắc của nó là vậy, công đức nhiều thì tôi quan mà cho đi ra luôn á, còn công đức ít thì tự quan để qua cái nếm cái mùi này nè, nếm cái mùi của thế giới vật chất này nè. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là pháp trần được cấu tạo từ gì, tại sao lại phát trong từ cổ họng mà không phải phát trên đỉnh đầu? Trong mắt tai mũi miệng ý thân là để làm gì? Mắt để thấy, tai để nghe, cái miệng để nói. Và pháp trần nói là cái nó phát là cái miệng chứ không lẽ nó phát ra cái lỗ tai. Con người ta là nó ta nói thì phải nói vào nó có miệng chứ không lẽ nói vào cái lỗ tai, nói vào con mắt, thấy không? Mắt tai mũi miệng ý thân thì mỗi một cái nó có cái nhiệm vụ riêng. Pháp trần nó phải phát ra cái lỗ miệng chứ không lẽ phát ra cái lỗ mũi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là những vị có công đức vô lượng mà không thuộc pháp trần thì có ảnh hưởng gì tới đường về Phật giới hay không? Công đức vô lượng và cần pháp trần con Phật dẫn rồi. Giống như học trò mà đủ thủ khoa rồi đó, không cần ai. Gia đình lên nước rồi, con mà đậu thủ khoa rồi vừa gần chết. Cả họ tộc, có họ tộc lên nước luôn á, chứ đừng có nói. Sợ mình không có cái thủ khoa thôi, mình không có cái công đức vô lượng. Bởi vì công đức vô lượng còn phải nể, các vị Phật còn phải nể. Vì cái công đức vô lượng này nè, không phải là đơn giản đâu. Về Phật giới rồi, nhiều quá bây giờ sao? Phải đi kiếm cái hành tinh Tịnh Độ mua để quản lý cái hành tinh này nè. Mới trời ơi, người ta là một người công đức vô lượng được ưu tiên vậy đó. Cái tánh Phật này về sau trở thành là chủ một cái hành tinh đó. Chủ hành tinh Tịnh Độ, đi trong càn khôn vũ trụ, chỗ nào chưa có người lập, ổng nhào vô, ổng mua đó. Thấy không? Thì người ta mới trọng vọng cái ông này chứ. Chứ còn công đức ít ít thôi, giống như mình đậu thủ khoa đó, thì cả gia đình mình đi rước về. Còn mà, ôi mày đậu bèo quá, thôi mày tự mày về đi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là công đức có phải là cấu tạo bằng điện từ quang hay không ạ? Công đức là cái công đức gọi là cái hạt công đức. Trong cái trái đất này nó có cái hạt công đức bằng điện từ quang. Nào, giống như ở trong cái núi nó có cái hạt kim cương, nó bằng đá nhưng mà nó bằng kim cương. Để chi kim cương nó mới đem về làm đánh bóng thành cái hộp tròn. Cái cục đá không có thành hộp tròn được. Công đức nhiều nó mới đưa về bên kia đã làm kim thân Phật, tạo ra kim thân Phật, nó mới quý, người ta mới vô đây người ta tìm. Chứ nếu mà không công đức mà không vô đây không tìm được thì vô tìm cái gì? Thấy không? Thế giới này nó tổ chức nó vậy đó. Công đức về thành Phật, kim thân Phật, phước đức thành ra ông trời, phước đức dương, phước đức âm thành ông nhà giàu. Thấy không? Ác đức thành ông cô hồn. Nó phải phân định như vậy. Vì thế mà khoa học nó chính đây nè. Cái hạt mà Black Ma là cái hạt nén á, rồi hạt nén vô mà ông Phật gọi là hạt dung nạp á, nó nén bao nhiêu bao cái nguyên tử điện tử rồi hồng ngoại rồi hạt nhiệt hạt lạnh, nó nhét vô cái này nè. Ví dụ mà nó muốn phát ra cái bom hạt nhân bằng sức nóng thì nó phải nó nén vô cái hạt nóng á, để thì nó phát ra gấp 1 triệu lần để nó hủy diệt sự sống, thấy không? Vì thế mà cái hạt công đức ở trong này đem về bển thành một kim thân Phật to, không phải nhỏ, là công đức vô lượng Phật to, nó thuộc về kia bằng Phật lãnh đạo bên đó, chứ không phải nhỏ đâu. Còn mình ít ít thì giống như bển là Phật nhỏ thôi, giống như mình đây là làm lính thôi, cũng là lính nhưng mà ông đó tướng á, lớn là thành là tướng, còn ông cũng lính nhưng thuộc lính trơn đó. Thì cái này nó cũng phải phân biệt. Tuy là nó không ấy, thế giới này nó phân biệt ảnh hưởng, nhưng mà còn thế giới Phật nó là ảnh hưởng đến cái chuyện thành lập quốc Tịnh Độ. Vì thế mà nhiều người muốn tìm cái công đức lớn để về lập quốc Tịnh Độ.
là chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Trần Văn Nam ở Đồng Nai hỏi: người sinh đôi cùng trứng thì tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức như thế nào? Một tánh Phật hay là riêng tánh Phật ạ? Con hỏi rõ lại. Người sinh đôi cùng trứng thì tánh Phật mượn trứng hả? À, dạ, cha mẹ sinh sinh đôi phải không? Dạ. Đâu phải cùng trứng sinh đôi. Bây giờ nó vô đây là do cái nghiệp. Tuy là sinh đôi nhưng mà nó vô cái nghiệp. Tùy theo hai anh em hoặc là chị em gì, tuy nó một sinh ra một lần nhưng mà theo cái nghiệp riêng thì không có biết được. Cái đó là nó thuộc về cái nghiệp. Mà bây giờ cái nghiệp này thì chỉ ông thần mới hiểu thôi, và cái người thực thi nhân quả ta mới biết tại sao. Và phải cái người phải sinh hai, sinh ba, sinh bốn gì đó là do cái nghiệp của người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 2, con hiểu như thế này có đúng không ạ? À? Khi mình thanh tịnh thì không có sự cuốn hút của điện từ âm dương, vì không có cái gì nhô lên để nó quét, tức là rơi tự do như ra ngoài không gian, không trọng lượng. À, khi đó do trung tâm vận hành luân hồi luôn luôn cuốn hút, nên mình mới dần dần rơi về phía trung tâm vận hành luân hồi. Như vậy có phải không thưa bác? Nó tầm bậy. Vào trung tâm vận hồi rồi nó có cái tổ chức, có cái sự đi của nó. Còn bây giờ con không suy nghĩ. Con suy nghĩ á, con suy nghĩ là phát ra cái làn sóng điện. Con suy nghĩ đi đâu á, nó phát làn sóng điện rồi nó kéo con phải đến chỗ đó. Nếu mà con suy nghĩ mà con đi thì nó quét kéo con đi liền. Còn suy nghĩ mà con không phát ra cái đi á thì sao? Là nó không kéo. Là con ở tại chỗ luôn. Thấy không? Chứ không phải là mình suy nghĩ rồi để đến trung tâm vận hành luân hồi. Muốn đến trung tâm vận hành luân hồi thì thần quản lý giao lại cho cái ông thần thực thi, thần nghi lễ đó, dẫn mình nghi lễ mới tiễn mình về Phật giới. Ta dặn dò. Mà trong khi truyền thiền ta đã dặn dò mình một bước đầu rồi đó. Là chi? Muốn mà nhớ rõ thì khi mà trên con đường khởi đi về Phật giới thì thần thánh tiên phải giúp trở lại lần thứ hai. À, có nhớ không? Vì có nhớ thì mình có nhớ thì tốt, còn không nhớ thì mình học phải lại trước khi ra đường. Giống như con đi thi ở trong lớp ấy, trước khi đi thi ông thầy giáo dạy con gì đó. Nhưng mà trước khi vô phòng thi ông thầy giáo cũng dặn con lần chót. Để chi? Để cho nhớ, thấy không? Thì thần thánh tiên nó cũng làm cái này thôi. Có nhiều người họ truyền thiền họ không để ý, nha. Rồi khi mà ra đối diện cái bằng thực tế thì thần thánh tiên có nhiệm vụ phải nhắc lại để cho ta nhớ, chứ không phải là mình thấy rồi mình lên tự mình đi. Không ai ông Phật về Phật giới, ông Thích Ca mà về Phật giới ông cũng không biết đường đi mà thành Phật coi đó. Nhưng mà đi về Phật giới không biết, biết ra tầng bề lưu rồi biết chừng nào mà cái trái đất nó quay đến trung tâm vận hành luân hồi. Rồi về bển như thế nào không ai biết. Từ khi ổng đã thành Phật, ổng về bển rồi, ổng trở lại ổng dạy mình thì được. Đâu phải là mình cũng vậy, mình thành Phật ở đây mình không biết, nhưng mà qua trở bên đã xong rồi mình hiểu, mình trở lại mình làm sư phụ, mình dạy trở lại là hiểu chỗ này nè. Thấy không? Tất cả những cái gì nó phải qua, phải hiểu. Giống như muốn làm thầy giáo phải làm học trò trước. Học trò học hiểu rồi mới lên làm thầy giáo. Chứ không phải tự nhiên không biết rồi lên làm thầy giáo thì không có được. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Trần Trung Đức ở Hà Tĩnh hỏi: có lần vào buổi trưa cháu nằm ngủ, nằm mơ thấy mình ở trong không gian vàng rực sáng. Rồi cháu thấy mình di chuyển trong ống hút tốc độ cực nhanh, nhanh như làn điện. Âm thanh nghe ầm ầm, giấc mơ rõ ràng và diễn ra rất nhanh. Sau đó cháu lập tức tỉnh dậy. Xin bác giải thích giấc mơ giúp cháu ạ. Cái này tưởng. Nghe đường về Phật giới tưởng. Có vậy thôi. Chứ mình chưa đi mà làm sao mình biết. Có nghĩa là mình đã từng nghe rồi. Rồi mình tưởng. Tưởng thì cái ông kia kìa. Cái ông gì. Cái ông Thánh ông giúp mình tưởng.
ông Thánh ông biết hết nha, nhưng mà có một điều là ông cũng chưa đi vô, ông chưa thực hiện được. Nó chỉ có người nào mà đi vô rồi đi ra mới hiểu được thôi. Ông Thánh ông biết chứ, ông hiểu hết, nhưng mà ông chưa một lần đi qua, chưa một lần trải nghiệm. Ông Phật ông biết, ông trải nghiệm rồi, ông trở vô, ông dạy mình thì đúng. À, vì thế mà sợ nhất á, cái thiền tông tu mà sợ nhất là cái tưởng. Thấy chứng này chứng kia là mình chết, là mình tưởng nó mới bị cái này. Cho nên mình không tưởng sao mình hiểu cái này. Mình tưởng thầy ông kia ông có nhào vô, ông làm cho mình nhớ, mình thấy biết vậy đó. Nhưng mà mình nên nhớ rằng tưởng mà kiến chấp một cái là đi học à, đi học người khác nói à, tôi thấy này thấy kia, cái người kia không biết, ồ vậy là ông thành thánh rồi. Rồi sao thành thánh tại chỗ là chết luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Đường về Phật giới khi trung ẩm thân đã vượt qua 3 lần thử là vượt qua 5 km, tức ngoài sự quản lý của vị thánh. Trung ẩm thân bay thêm 5 km nữa là ra ngoài sự quản lý của các vị thần, thì sẽ thấy hoa tiêu của một vị Phật dẫn về. Vậy con hỏi bác, trong khoảng 5 đến 10 km mà trung ẩm thân bay ngang thì sự luân hồi đi đâu thưa bác? Hay trên 10 km mà trung ấm thân không theo hoa tiêu của vị Phật thì đi đâu ạ? À? Nếu mình không theo hoa tiêu vị Phật thì theo hoa tiêu vị Thánh, làm mà con ông Thánh. Ta dặn kỹ rồi mình không theo, không, là mình muốn về Phật giới thì mình phải hiểu. Mình sợ nhất là mấy cái ông kia gạt mình. Mình không theo hoa tiêu Phật thì hoa tiêu Thánh thì mình là làm Thánh, rồi sao? Phải chịu, thấy không? Cái này phải giải dứt khoát, muốn đi đâu phải dứt khoát mà phải bằng sáng suốt, còn không sáng suốt đi là chết. Giống như mình đi đến thành phố mà mình không rành, mình biết mình học rồi mà mình thấy người ta nói là trật ra mình không đi nữa, nó không làm gì, nhưng mà mình cứ cái gì cũng dạ dạ thưa thưa nên đi theo là đi vô rồi. Rồi tới nhà ổng rồi thôi hết về rồi sao, thấy không? Rồi đó là thấy, nghĩa là thấy thấy Phật không đó, biết bao nhiêu Phật nó giả. Nó thấy coi vô xây dục ký không, biết bao nhiêu Phật nó hiện không, thấy không? Mà phải vô cái tầng mình lưu mà gặp ông Thích Ca rồi ông giả rồi nhiều người khác, là ta phải dạy theo cái công thức nè. Còn đừng có vô chỗ mà thấy hình này hình kia là chết, thấy không? Bởi vì ông Phật là rất bình thường, ông kim thân Phật, ông sáng rất bình thường, ông chạy rất đàng hoàng. Còn mấy ông kia là pha hiển linh à. Vô thứ nhất là ông nói giờ đây con muốn bay không, chỉ cho con bay. Đẩy con cái con bay khoái chạy trở lại rồi chết, rồi sao đây? Bay một vòng trở lại thấy cái áo vàng của mình thành ra cái áo đen, rồi sao? Rồi theo cái ổng rồi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Trong buổi giải đáp ngày 10 tháng 9 năm 2021, bác nói Pháp Trần là tiếng nói nhỏ nhất phát ra từ cổ họng, chứ không phải suy nghĩ của con người. Theo con hiểu, có suy nghĩ thì mới phát ra được Pháp Trần, tức là có suy nghĩ là phát ra tần số, tức các loài âm nghe được. Vậy trong đường về Phật giới, trường hợp thứ ba, khi hô lên một tiếng buông, tức là có suy nghĩ, vậy tại sao loài cô hồn và dòng tộc lại có thể giật mình và thả trung âm thân mình ra được thưa bác? Bây giờ cái này giải thích hay ấy. Cái tiếng buông là bất ngờ con la lên thì mấy cái người âm á, ta giật mình. Ông thần chủ động, ổng biết rồi, ổng giật mình. Giống như con đi ra người ta thử cái gì mà con biết trước thì con không giật mình. Mấy người kia người ta không biết, ta giật mình. Nó đơn giản vậy thôi, thấy không? Còn một cái thứ hai nữa đó, mình nên nhớ là suy nghĩ là cái gì? Suy nghĩ là do cái tánh con người, mà do tánh Phật điều khiển, mà do cái trái tim nó bóp thành ra nó dao động bởi cái điện từ âm dương thì nó mới phát ra cái suy nghĩ. Suy nghĩ bởi vì trong kinh thường nói là nếu mà con suy nghĩ mà con theo thì con luân hồi, con suy nghĩ mà con không theo là không luân hồi, đại khái nó vậy đó. Thì phải nắm cái căn bản này. Giống như con hít thở thì con phải hít thở chứ làm sao con ngừng thở được, ngừng thở con chết sao, thấy không?
con người ta sống giống như cái nước biển, lúc nào nó phải động. Mà nếu có gió thì nước nó mới nhấp nhô. Nó còn nước biển mà nó không có nhấp nhô, nó không có gió nhưng mà nó vẫn động. Cái nước biển nó vẫn chảy chứ không phải không. Luân hồi mà nó theo cái dòng rồi. Chừng nào mà con suy nghĩ mà con phát ra cái tưởng là cái suy nghĩ con nó phát ra cái tần số á, thì cái loại thánh nó bắt được nó dẫn con đi. Còn nếu con suy nghĩ là làm sao nó nương theo cái suy nghĩ con mà nó phát ra được. Thành ra bây giờ á, thiền tông ra đời là nó cấm không cho ngồi tu. Ngồi tu là bị nhân quả. Ngồi tu là gì? Là muốn thanh tịnh gì? Thanh tịnh là làm sao? Mình động mà muốn thanh tịnh. Mấy ông thần, ông thánh nhào vô dẫn mình đi. Rồi mới xưng. Vì thế mà trên trái đất này ta mới tu thành ông này, bà kia là cái chỗ này nè. Ngồi thiền thanh tịnh rồi thấy tôi thành này thánh kia, rồi lập đạo này lập đạo kia. Chứ làm gì có cái chuyện đó. Mà bây giờ tiền tông ra đời mới dám nói cái này, chứ hồi xưa ai dám nói. Bởi vì trái đất này trái đất vật lý mà, đất nhân quả, ai dám nói này. Giờ nói này thì cũng gồng mình lắm, tới đâu tới. Nhưng mà là chú đã giải thích rồi, nhiều người hỏi chú mời lên cái chùa này nè. Muốn hỏi gì tôi không biết, giờ này đâu chắc tôi mời báo chí, chính quyền đến làm chứng. Tôi giải thích bằng khoa học, tôi xin phép nhà nước cho, giáo hội cho. Tôi ghi là thiền tông là cái thiền đi theo cái dòng của nó, bí mật theo dòng nó, không ai hiểu. Nhưng mà người ta nghe cái danh tổ người ta biết, nhưng mà không biết ông tổ dạy cái gì. Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cái gì. Vì thế mà tất cả chùa đều có thờ ông tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà hỏi ông dạy gì không ai biết. Đó. Ai là không biết ông Trần Nhân Tông là Phật Hoàng. Mà hỏi chứ ông dạy gì không ai biết. Là người Việt Nam mình dạy mà mình còn không hiểu rồi mấy làm sao mấy người nước ngoài biết được. Đó, vì thế chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ là phải nói lại cái sự thật của cái Thiền Tông này thôi, chứ không phải là bắt. Bởi vì chùa Thiền Tông Tân Diệu không có yêu cầu mình tu nha, vô đây hiểu thôi chứ đừng có tu. Muốn về tạo đức về, muốn lên trời ở làm phước, muốn xuống địa ngục lừa người ta xuống, có vậy thôi. Đó, mình phải hiểu cái Thiền Tông nó ra lời là nói bằng cái thực tế. Vì thế mà gọi là đạo Phật khoa học vật lý. Cái đạo này đạo khoa học vật lý, chứ không phải là cái đạo cúng hay đạo tụng hay đạo này kia đâu. Gọi là đạo Phật khoa học vật lý, giải thích từ con người, vạn vật, trái đất, càn khôn vũ trụ, các hành tinh, tam giới, Phật giới, ở đâu cũng giải thích được hết. Muốn đi đâu người ta chỉ cho đi, chứ không phải là bắt buộc phải về Phật giới. Nhớ là đạo Phật không phải muốn bắt anh về Phật giới. Anh muốn làm thần tôi chỉ cách cho anh làm thần. Làm thánh cũng vậy, làm tiên cũng vậy. Muốn làm cô hồn người ta cũng chỉ cách cho, dễ ở cũng không có gì khó khăn hết. Rồi, hỏi tiếp đi. Alo, tiếp theo là câu hỏi của anh Bùi Đăng Đông ở tỉnh Thái Nguyên hỏi: mọi vật sống trong tam giới đều phải theo quy luật nhân quả luân hồi. Nhà triết học Marx Lenin có nói vật chất trong tự nhiên không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy thì qua hai cái quy luật này thì có liên hệ gì với pháp môn Thiền Tông hay không? Bây giờ nói đúng ra là nếu vào khoa học vật lý á, lại với mà cái xã hội chủ nghĩa nó giống nhau, giống khác nhau đó, y chang, nhưng mà nó có khác một chút xíu. Xã hội chủ nghĩa không giải thích được cái cõi âm, Thiền Tông nó giải thích được cõi âm, nó chỉ sai biệt một chút xíu vậy thôi. Trên trái đất này xã hội chủ nghĩa hoàn toàn là nói rất đúng, thấy không? Còn nhưng mà nó còn cái Thiền Tông nói hai mặt luôn, mặt nổi và mặt chìm. Còn xã hội chủ nghĩa nói gì? Mặt nổi thôi, mặt chìm, không khám phá ra được. Không khám phá chứ không phải, nhưng mà nhiều, nếu mà xã hội chủ nghĩa nha, xã hội chủ nghĩa mà hiểu được cái ruột này, áp dụng là số một. Tại vì ta bổ túc mà, cái Thiền Tông nó bổ túc cho kiến thức con người khoa học mà. Xã hội chủ nghĩa là gọi là kiến thức khoa học, thấy không? Thiền Tông
nó dạy cái cõi vô hình để cho nó bổ túc kiến thức khoa học về vô hình. Đó, mình phải hiểu vì thế mà ta vẫn đốt nhang tôn kính người đã khuất, không bỏ nè, ta không bỏ cái này. Đó, mình phải hiểu cái cơ bản này. Đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà. Nhưng mà tại sao các quý thầy đều hiểu như vậy nhưng mà vẫn cho các chùa để gõ mõ tụng kinh là sao hả bác? Là nó có tu tung kinh Cang đó. Gõ mõ tụng kinh là ta tu tinh, tu tụng á. Thì ta đâu, tất cả chùa mà có kinh Kim Cang là hoàn toàn không tu cái tụng được. Thấy không? Chùa kinh thì rất nhiều nhưng mà mỗi người ta tu khác. Mà hiện giờ các chùa tu là tu gì? Tu tụng là tu theo đạo lão chứ không phải đạo Phật. Đạo lão thì nó mới có cầu cái cõi vô hình. Thấy không? Mình cũng không trách người ta là gì đâu. Chứ chừng nào mà nó cái chùa này là chùa tu theo kinh Kim Cang đó mà tụng kinh đó thì thật. Mà ta đâu có nói tôi tu Kim Cang đâu, mà tôi tu tụng kinh. Đó thì ta tu đúng rồi. Rồi mai mốt này nhà nước bảo hỏi tu cái gì, là tu tụng kinh thì thầy ta tụng. Bây giờ hiện 2022 này, nhà nước bảo là tu cái gì phải ghi cho rõ ràng. Nếu chùa Thiền Tông Tân Diệu đăng ký là tu giác ngộ giải thoát, chủ nhật truyền thiền, có vậy thôi. Ai thắc mắc hỏi tôi giải đáp cho nghe, không làm gì hết. Họ tập trung bao nhiêu? 200 người. Mà sáng này có 199 người, chứ chưa tới 200. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, tiếp theo là ma vương cũng cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó sống trong thân tứ đại của con người mình, phải không ạ? Phải, nó nhập vô. Bởi vì nó là thuộc về trung ấm thân. Mình, con người mình á, nó thuộc về, nó có cái 10 cái lỗ nhập âm. Gọi là ở đằng trước mặt mình nó có 6 lỗ lục quan, nó phát ra đó. Rồi đằng sau ót mình nó có cái lỗ mà gọi là thì chậm đó. Nó hút vô. Mấy ông kia muốn nhập vô thì ai á thì nó ngồi nghe, người ta đang ngồi thiền mà nghe con người mình nó lạnh người á là nó vô rồi đó. Nó vô đằng sau ót đó nè. Rồi cái lỗ thì chậm. Rồi bắt đầu vô nó ngự rồi nó quản lý cái con người mình, nói theo mấy ổng. Nói xong rồi bắt đầu nó xuất ra. Vì thế mà mấy cái ông mà gọi là mấy người người ta sống kêu bằng khỏi âm á. Thì âm mà nó nhập rồi á, thì ta nói theo cười âm, nó mượn xác mà. Người ta gọi là mượn xác á, mượn xác nó nói. Nói xong rồi nó trả ra. Vì thế mà mấy ông đồng, ông bóng á, cho mượn xác ông đâu có biết gì đâu, nói đã rồi cái xuất ra thì ổng là ổng thôi, hỏi ổng không biết đó. Ở ngoài Bắc trong Nam hồi xưa có nhiều, bây giờ hết rồi. Ngoài Bắc đồng nó nhập xác, thấy không? Giờ đây dường như có một ít chứ không có nhiều. Hồi xưa nó nhiều lắm nha, miền quê này tôi thấy là hồi xưa này miền quê tôi lớn, tôi còn nhỏ đó, 5-6 tuổi đó, bà nội tôi đó bệnh cái gì cái bạn kêu cái ông đồng ổng vô ổng ngồi ổng nói là hời cái bắt đầu biểu gì rồi kêu bằng bẻ mấy lá cây vô cái xong hết xong ổng được cho ăn cháo giải cảm hết. Có vậy thôi chứ mà ổng nói một ông đồng với ông thầy, ông đồng thì ổng ngồi, ông thầy thì ổng hỏi ổng nói, nhưng mà ông thầy ổng mới quan sát cái người trong gia đình đi làm cái gì. Rồi ổng nói chữ với ông kia, ông kia ổng nghe ổng nói, ổng nói cái gì mà tôi lật 2-3 lần là nó đó nghe không? Thấy không? Thì cái ông kia ngồi nghe mà cái gì mà, chứ ổng làm sao biết được. Chừng nào lặp đi lặp lại nhiều lần là nó, thì ông kia làm bộ nói qua thôi, nói đúng y chang. Đó, mà phải là cái người nhập xác, cái công thức, cái con người mình, bởi vì thế mà có nhiều người ta nhập xác để mà ta dạy đạo. Mượn cái thân người dạy đạo. Nếu mà không mượn thân người không dạy đạo được. Đó là thế giới này. Vì thế mà cái này nó nói ra thì nó đụng chạm với cái kia. Có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi.
Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Vinh ở Hà Nội hỏi: Thưa bác, trong lời dặn dò mới nhất có nói đến hoa tiêu của Đức Phật là điện từ quang. Bác cho con hỏi như vậy là Đức Phật dùng điện từ quang để làm hoa tiêu hay sao ạ? Điện từ quang là cái tự động nó phát ra, giống như trong người ta có cái điện, rồi nó sẽ phát ra cái làn nhỏ, nó phát ở trong cái lục lỗ ấn quang ở trước cái hai con mắt mình này nè, gọi là lục lỗ ấn quang. Trong đó nó nhập sát, nó cũng phát trong cái lục này, gọi là lục thánh. Trong này lục lỗ, trong nó có cái tánh Phật, có cái lỗ để cho vị Phật phát ra. Rồi thánh, thần, tiên, ngạ quỷ, nó cũng đều nằm ở trong cái lục lỗ phát quang này nè. Chỗ đâu đó là một con người mình, nó có đầy đủ diệu dụng như vậy đó. Vì thế mà ông Phật ở bên kia là gọi là kim thân Phật, thì nó mới phát ra cái... Giống như mình bây giờ đó, mình bây giờ mình là con người của mình điện đi. Thì mình điện thì muốn phát ra cái gì mình phát, thấy không? Còn vấn đề nếu mình, con người mình là tứ đại thì nó phát ra cái gì mình phát. Vì thế mà ông Phật đó, ông muốn phát ra thì ông dùng cái lục lỗ phát quang này, ông phát ra cái hào quang của ông, làm giống như cái đèn pin nó rọi đi vậy đó. Rồi bên kia người ta mới thấy cái đường đó, ta đi theo cái ánh sáng có đèn pin ta đi. Nó là cái phát quang là chỗ đó đó. Vì thế mà thánh thì nó phát quang cái màu trắng. Thánh á, mấy người thánh nó phát ra cái màu trắng. Thần nó phát ra cái hào quang màu đỏ. Còn mấy ông cô hộ phát ra cái màu xám hoặc cái màu đen. Nó cũng phát ra. Cũng ở trước đây, nhưng mà nó 6 lỗ mà. Thấy không? Nó 10 lỗ, hai bên là Thái Dương nè, trên là đỉnh chẩm, ở sau là Thùy chẩm, ở trước là 6 cái. Thấy không? Gọi là lục lỗ phát quang. Cho mấy ông ở trái đất này không phát. Trong có một cái ưu tiên cho ông Phật. Còn 4 cái, 5 cái kia gọi ở dưới đây. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là lời dặn dò đường về Phật giới mới chuyện thiền sáng nay là đã là cuối cùng chưa hay vẫn còn bổ sung nữa thưa bác? Bây giờ truyền thiền cái gì? Thì trong này nó hồi sáng tôi theo dõi nó có trật mấy cái danh từ thôi, tôi sẽ chỉnh lại mấy cái danh từ. Như đọc về Phật giới thì nó có cái ban nghi lễ Phật. Hồi sáng đọc là cái ban nghi lễ thần không có vô Phật giới được. Nó xa, tôi theo dõi rồi tôi thấy trật mấy chữ. Còn cái vấn đề mà xưng á, kêu bằng thần chủ quản lý trái đất và thần mẫu, nó thiếu cái quản lý. Còn quản lý trái đất này là gọi là trời tứ thiên dương quản lý, nhờ mà mấy ông thần làm chủ và quản lý trái đất này gọi là, nó sai chỗ này, thần chủ quản lý trái đất và thần mẫu. Thánh cũng vậy, tiên cũng vậy, nó thiếu chỗ đó. Rồi cái tôi thấy nó đọc là kêu bằng về Phật giới thì nó có cái ban nghi lễ của Phật chứ không phải nghi lễ của thần. Thành là tôi sửa một hai chữ vậy thôi, nó trật chỗ đó chứ không đổi nữa. Về sau nếu mà khi xong rồi thì bây giờ là từ ở trái đất tánh Phật, từ trái đất về Phật giới có cái lộ trình. Rồi sau này sẽ nói tới cái chuyện mà tánh Phật từ Phật giới vào trái đất và đi luân hồi. Cái này là nói về cái đuôi thôi, cái đầu chưa nói. Mà nếu mà giáo lý mà nó ra rồi thì cái tự động nó ghép lại, hai cái phần này nó ghép lại. Rồi câu hỏi tiếp đi. Đã hết giờ giải đáp rồi, buổi giải đáp xin tạm dừng tại bây giờ. Xin cảm ơn các Phật tử, Phật gia và các quý quan khách đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại ạ.